có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, nhìn tình hình trước mắt thì không ai tin Nam Châu sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy, chuyện này tạm thời chỉ tập trung trên người một mình hắn. Nếu ngươi vì một mình hắn mà làm liên lụy tới tính mạng của mọi người thì đừng trách ta không đồng ý, ta sẽ không bởi vì hắn không nghe lời khuyến cáo mà làm tính mạng của ta cũng bị liên lụy đâu. Nghiêu hữu đảo, ngươi yên tâm, ta sẽ không bại lộ bản thân, cũng sẽ không khiến bên ta bị cuốn vào. Vân cơ, vậy ngươi nói là cái giá phải trả quá lớn là ý gì? Nghiêu hữu đạo thả hai chân xuống, chắp tay bồi bồi. Đi nhờ người khác giúp đỡ ô, nhờ người hỗ trợ, nhờ vào người khác đương nhiên là phải trả cái giá thật lớn. Vân cơ khó hiểu, thiên hạ này ai có thể cứu người từ trong tay của cửu thánh chứ? Nghiêu hữu đạo, cứu người, có thể cứu người từ tay của cửu thánh, nhìn trước mắt thì cũng chỉ có bản thân cửu thánh mà thôi. Vân cơ cả kinh, người muốn đi cầu xin cửu thánh, chuyện này còn không phải đang làm bại lộ chính mình sao? Nghiêu hữu đạo, không phải ta đi cầu xin cửu thánh mà là nhờ vả người ta đi cầu cửu thánh đưa tin liên hệ với triệu hùng ca hẹn gặp hắn vân cơ hoài nghi hỏi ngươi nói là triệu hùng ca có thể làm được sao nghiêu hữu đạo chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều chuyện liên lụy phía sau quá mức phức tạp một vài bí ẩn liên quan ta cũng không làm chủ được cũng không tiện nói lung tung nói chung ta tự có chừng mực mặt khác hồi âm thư cho bên thánh cảnh bảo bên đó nghiêm mật quan tâm tới hầu tử có động tính gì lập tức liên hệ với ta trước có biến cố gì ta cũng tiện đúng lúc ứng phó. Vân cơ hơi gật đầu, xoay người đi làm theo. Trong không gian cực lớn quanh co như thế giới dưới lòng đất, trải rộng thực vật tỏa sáng làm người ta cảm thấy mê huyễn. Sàn sạt, tiếng động không ngừng vang lên bên tai, là tiếng xào sạc làm người ta nghe mà tê cả ra đầu. Tiếng động đến từ một con nguyễn trùng dài như chiếc đúa, toàn thân trong suốt, cơ quan nội tạng trong cơ thể như một đám xương mù dày đặc. Loại nhuyễn trùng này là đặc hữu ở vô song thánh địa, được xưng là ngọc tàm, sinh trưởng trên những nhánh lá cây phát sáng ở dưới lòng đất. Viên cương đã bị treo chung trong không gian với loại cây tỏa ra ánh sáng quỷ dị này, vị trí dưới cổ như bị kén tầm bao vây, chỉ lộ ra cái đầu. Sau khi tỉnh lại từ hôn mê liền phát hiện mình bị treo ở nơi này, phía trên chỉ có vài sợi tơ như tàm thi lại vững vàng treo được một tráng hán như y. Sau khi tỉnh lại cũng đã thử giấy ruộng, nhưng kén tầm khốn trụ y lại vô cùng dẻo dai, dùng hết khí lực cũng không có cách nào kéo đứt được, lại thêm trọng thương chưa lành nên chỉ có thể thôi. Lữ vô song vây y ở chỗ này cũng bởi vì không có biện pháp nào khác, đối phó với tu sĩ e rằng hoàn hảo nhất chính là đặt cấm chế trên người dưới của tu sĩ là được. Nhưng còn vị này, thì pháp cũng không thể chế trụ được y, những thứ như xích sắt cũng có thể buộc chặt lại, nhưng một đầu kia của xích sắt còn phải tìm một nơi bền chắc, bằng không sẽ không chịu được sự dẫy dụa của y mà sụp đổ. Vô song thánh địa chưa từng ngờ tới sẽ gặp phải người như thế, chưa chuẩn bị được nơi có thể bền chắc như vậy, đối phó với tu sĩ cũng không cần phiền phức đến thế, cuối cùng chỉ có thể áp dụng cách làm hoa mỹ như chói người như này, dùng địa cung để ràng buộc, vừa hay tiện thể cũng có thể giam giữ ở chỗ này. Lúc này, trong mũi viên cương có huyết vụ tuần hoàn, thở ra lại hít vào, tiếng hít thở giống như một cái ống bể. Con đường đi thông bên dưới cung điện dưới lòng đất chuyển tới tiếng bước chân, viên cương hơi trợn mắt, chợt hít sâu một hơi, huyết vụ như lưu vân thu vào trong phổi của y. Chờ một lúc có một người xuất hiện, chính là Lữ Vô Song, không nhanh không chậm đi từ nơi thực vật phát quang tới. Đi tới nơi treo người, Lữ Vô Song ngẩng đầu nhìn, lắc mình một cái, nhảy lên một tảng đá lớn nhô ra ở bên cạnh, đứng cao bằng viên cương. Một nam một nữ nhìn nhau, Lữ Vô Song nhìn thấy khí sắc của y không tệ thì giơ tay lên, ngón tay ấn trên cổ của y, sau khi thi pháp kiểm tra thì hơi kinh ngạc. Chỉ trong một đêm, vết thương của người này đã ổn lại rồi. Bị thương nặng như vậy lại có thể hồi phục nhanh như thế, chuyện này hẳn là không phải do công hiệu của Thiên Tế Đan. Thổ nạp đoán thể thuật dạng thôn vân thổ vụ của ngươi ở đâu ra. Sau khi buông tay, lữ vô song hỏi, người treo ở chỗ này không có khả năng không có ai trông giữ, động tính thổ nạp đương nhiên có người phát hiện báo lên. Viên cương, cho người người cũng không luyện được, muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được, không cần phải nói nhảm. Đó không phải là nói dối, sau khi y tỉnh lại từ thôn miếu nhỏ, vì rèn luyện thân thể đã mạnh mẽ luyện khí công tới mức rèn đúc thân thể ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới có kỳ hiệu đặc thù gì y cũng không giấu giếm thôn miếu nhỏ vì để đồng bọn cùng thôn cũng có thể rèn luyện tốt mà đã dốc lòng truyền dạy rồi nhưng kỳ quái là có không ít người luyện cũng dẫn tới tác dụng cường kiện thân thể của mọi người nhưng không ai luyện được kỳ hiệu như cơ thể của y y cũng không biết là thế nào sao lại thỉnh giáo nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo cũng không biết rõ giúp đỡ ổn định một lượt nhưng cũng không tìm được đáp án cho đến khi y dẫn theo tô chiếu chạy trốn vào sa mạc vô biên phát hiện mình bị ép vào tuyệt cảnh sau đó gọi bò cạp tới tương trợ, bởi vậy dường như Nhiêu Hữu Đạo tìm được nguyên nhân, đoán rằng đây có liên quan tới việc tu luyện nhân tính và si vư vô phương. Chương 1895, tiện nhân, tiện nhân, hai, chắc chắn bò cạp không phải bởi vì thanh âm của y mà xuất hiện, nếu thật như vậy, về sau chỉ cần nói là được, không cần la to triệu hoán, bò cạp là bị thanh âm trong cảm xúc của y cảm hóa mà tới. Như hữu đạo đoán chắc là cảm xúc và tính tình của con người kết hợp với si vưu vô phương khí công, cường ngạnh tu luyện mới có thể luyện thành. Thậm chí Nghiêu Hữu Đạo còn đùa rằng lẽ nào Si Vưu cũng có tính tình giống như hầu tử. Vui đùa là vui đùa, Nghiêu Hữu Đạo phân tích như vậy cũng không phải không có chút đạo lý nào, ngay cả các loại công pháp tu hành của các tu sĩ đều là do cảm giác của con người khống chế và điều tiết, nhịp thở ra hít vào cũng chịu sự khống chế của cảm giác, còn tâm tình thì tuyệt đối là một bộ phận của cảm giác. Cho dù không phải là tu sĩ, người bình thường cũng có thể bởi vì tâm tình và tính nét dẫn tới thân thể xuất hiện tật xấu kết quả sẽ khác nhau đương nhiên nguyên nhân chính đến cùng của chuyện này có đúng như vậy hay không ngưu hiếu đạo cũng không thể hoàn toàn khẳng định đây chỉ là phân tích cá nhân của ngưu hiếu đạo thật sự viên cương luyện tập phương pháp thổ nạp ngạnh khí công rất đơn giản lại có thể luyện được hiệu quả thần kỳ như này ngưu hiếu đạo cũng cảm thấy không thể tưởng nổi không có cách nào chân chính kết luận được rốt cuộc nguyên nhân của chuyện này là như thế nào nhưng lữ vô song không biết thực hư cũng không quá quan tâm tới chuyện này, quan tâm là viên cương nói muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được. chuyện nàng ta lo lắng chính là thế này, dám chạy tới trước gót chân nàng ta để dương oai, còn dám nắm tay đập nàng, đây là người sợ chết sao? người như thế thà chết không mở miệng, hình phạt gì ước chừng đều không có tác dụng. sau khi hơi trầm mặc, lữ vô song nói, ngươi giúp ta tìm được hạt hoàng, ta sẽ đảm bảo ngươi không có chuyện gì thế nào. viên cương, ta nói không chịu hoán được người có tin không lữ vô song không tin vì một con hạt hoàng mà bỏ mạng đáng giá không viên cương ta cho người biết trước đây ta bị đuổi giết là hạt hoàng đã cứu ta cái mạng này của ta vốn là do hạt hoàng cho trả lại cho nó cũng chẳng thua thiệt gì ánh mắt lữ vô song lóe lên cũng không biết nói gì thật khó hiểu với thứ suy nghĩ như vậy của một con người chợt mỉm cười hạt hoàng quan trọng hay là mạng của phùng quan nhi quan trọng hiển nhiên bên này đã biết nguyên nhân tại sao viên cương trợ giúp quân tần. Mặt viên cương chuyển sang giữ tợn, tiện nhân, bốp, lữ vô song phất tay đánh một cái bạt tai, tiếng vang thanh thúy, chán sống, lại dám mắng ta là tiện nhân. Nhưng mà nghĩ lại, vị này chẳng phải là chán sống rồi sao? Bị tát cho hất đầu sang một bên, viên cương dùng sức xoay đầu lại đối mặt. Người không cần lấy chuyện này ra uy hiếp ta, cũng không thể uy hiếp được ta. Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, sống có ý nghĩa chết cũng phải có ý nghĩa mới có thể đỉnh thiên lập địa. Ta sẽ không bởi vì quan tâm tới người nào mà vong ân phụ nghĩa, người muốn giết nàng, ta sẽ dồn hết khả năng ngăn cản, nếu không cản được, tốt nhất ngươi giết cả ta đi, bằng không chỉ cần ta còn sống, sớm muộn cũng sẽ đòi lại món nợ máu cho phùng quan nhi, không chết không ngừng. Trong lời nói gióng giả cũng không phải là giả, Lữ Vô Song cũng không hề hoài nghi y nói dối. Còn y đích xác là người như vậy, y sẽ không bởi vì quan tâm tới nghiêu hữu đạo, cũng sẽ không đi giúp phùng quan nhi, y có lỗi với nàng, nợ nàng, nguyện lấy mạng báo đáp. Còn nghiêu hữu đạo thì hiểu rõ về y, trừ phi giết y đi, bằng không sớm muộn gì y cũng sẽ làm, cho nên sau khi không khuyên được cũng không thể miễn cưỡng. Chính là bởi vì biết y không nói đùa, Lữ Vô Song chỉ đành nhịn không được trợn mắt nhìn y hồi lâu, sau đó từ từ nói. Không bắt người phải vong ân phụ nghĩa với người ta, ta chỉ muốn con hạt hoàng kia, không phải muốn mạng của ngươi, là hạt hoàng, không phải người. Viên cương tức giận, nếu người vô tình vô nghĩa thì có khác gì với súc sinh? Nếu súc sinh có tình có nghĩa, cho dù là một con chó thì khác gì với con người chứ? Lữ vô song theo dõi y, trầm mặc rồi chợt lên tiếng. Ngươi làm thế nào có thể sống tới bây giờ? Viên cương, lại chẳng phải do ngươi nuôi sống, nếu như ngươi chết, ta sẽ sống tốt hơn. Lữ vô song vừa bực mình vừa buồn cười, có phần nghi ngờ có phải mình là một trong thiên hạ cửu đại trí tôn hay không? chí ít người này hoàn toàn không coi nàng ta là người cao cao tại thượng gì bị nguyền rủa đi chết cũng không thấy tức giận gì sửa lời nói ngươi ra điều kiện đi viên cương không có có điều kiện muốn chém muốn giết muốn róc thịt cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được bốp lữ vô song đột nhiên đánh một cái bạt tai tiếng vang thanh thúy vang dội cũng nói thêm một câu tiện nhân mắng xong uốn người đi liền đụng tới loại khó chơi này có nói thêm cũng không ra được manh mối gì trở về suy nghĩ lại rồi lại tính dùng sức quấy người một cái vẫn không có cách nào thoát khỏi sự ràng buộc, chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn Lữ Vô Song rời đi. Sau khi an tĩnh lại, viên cương lần nữa nhắm mắt, rất nhanh tiếng gió vù vù lại bắt đầu, huyết vụ lần nữa tuần hoàn hô hấp, trước tiên dành thời gian khôi phục thương thế của thân thể quan trọng hơn. Nhưng chưa yên tĩnh được bao lâu lại xuất hiện tiếng bước chân lần nữa, viên cương đành phải tạm dừng khôi phục. Lữ vô song lại quay lại, bên cạnh có thêm một người, nhiều thêm một người mà viên cương không biết, một nam nhân cẩm y ngọc bào, thần thái có sự thờ ơ dưỡng thành do thời gian lâu. Nhìn người tới đi song song với lữ vô song, viên cương kết luận không phải người bình thường. Người tới đến từ vô hư thánh địa, một trong cửu đại thánh tôn đốc vô hư, y không biết. Hai người đi phía dưới kén tầm treo cao, đốc vô hư ngẩng đầu nhìn, hỏi. Muốn làm gì, lữ vô song, đả thương đệ tử ta, hãy bắt y nếm thử trùng vệ hình. Đốc vô hư nhìn ngọc tàm đang ăn lá cây ở nhánh cây xung quanh. Đã hỏi ra được cái gì chưa? lữ vô song rất mạnh miệng đốc vô hư hẳn là vậy cứ giao cho phiêu miểu các thẩm vấn đi lữ vô song làm sao làm càn tới tận đầu ta ta trừng phạt một chút cũng không được sao đốc vô hư xoay người đi lữ vô song nhìn người đang bị treo cũng xoay người đi hai người ra khỏi không gian trong lòng đất mới thấy lại ánh mặt trời đốc vô hư lại mở miệng nói lữ vô song người muốn trừng phạt ta không có ý kiến nhưng đừng nên làm chết người lữ vô song ta giết người như vậy, người cũng có thành kiến. Đốc vô hư xoay người, mặt đối mặt lạnh lùng nói. Ta muốn biết ngươi và ô thường đều vội vã muốn có được hắn là có ý gì, lời này ta nói đã đủ rõ ràng chưa? Nếu người của vô song thánh địa không muốn bị mọi người bắt cút ra khỏi vô lượng viên, nếu ngươi không muốn mất đi quyền khống chế vô lượng viên thì tốt nhất đừng nên dùng kế giết người diệt khẩu với bọn ta. Dứt lời thì tay áo vung lên, chợt hóa thành một nhân ảnh bắn về phía không trung. Lữ vô song mắt lạnh nhìn theo. Tiếp đó trong một thời gian ngắn, mấy người trong cửu thánh đều lần lượt tới đó, đều tự mình tới quan sát viên cương, trong giọng nói đều lộ ra ý tứ không khác nhau mấy. Ngoài thành Nam Châu hiếm khi mới có khách tới, ngồi một mình bên khe suối trong rừng già uống rượu, chính là Triệu Hùng Ca. Như hữu đạo đi dọc theo khe suối, đi tới bên cạnh gã, ném một vò rượu tới. Nếm thử rượu này xem, Triệu Hùng Ca nhìn cũng không buồn nhìn, giơ tay lên đón được. Vô sự lại ân cần tất có mưu đồ, nói đi, vội vã muốn gặp ta là có chuyện gì. Trên tay mở vò rượu, sau khi thử một ngụm thì chậm rãi tưới rượu vào trong hồ lô. Ngưu hữu đạo giòm, hai loại rượu khác nhau hòa vào, không sợ mùi vị không bình thường sao. Triệu hùng ca, hiểu được cách uống là được rồi. Ngưu hữu đạo, quả nhiên là một tử quỷ. chương 1896, người đã không nói đạo lý mà còn muốn đi sao. Triệu hùng ca, đám người thích tính toán qua lại như các người có thể có lòng thanh thản tới đây thẩm rượu sao. Nghiêu Hữu đạo vuốt lại và trường sam, cũng ngồi xuống. Có chuyện, người phải giúp ta. Triệu Hùng ca, nào có chuyện gì đáng nói. Nghiêu Hữu đạo, cứu người có tính không? Triệu Hùng ca quay đầu nhìn hắn. Người nào, Nghiêu Hữu đạo, người ngươi cũng quen biết huynh đệ của ta, Viên Cương. Triệu Hùng ca, ta nghe được tin tức bên ma giáo rằng hắn đã bị tóm vào thánh cảnh rồi, người bảo ta giúp người ư. Ta giúp thế nào, không phải, sao việc này ra lại nghĩ không thông nhỉ, chuyện vận binh bỏ cạp này ngươi không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu sự quan tâm sao. Ngươi lại có thể để hắn đi làm loại chuyện này. Việc này một lời khó nói hết, như hữu đạo không lừa gạt gã, nói chuyện từ đầu chí cuối cho gã biết. Thì ra là thế, triệu hùng ca khẽ gật đầu, giơ tay lên uống một hớp rượu. Việc này ngươi tìm ta cũng không có tác dụng gì, ta không có cách nào giúp ngươi được, ngươi cũng không thể để ta vào thánh cảnh chém giết cướp người được. Nếu thật sự là vậy thì ngươi cảm thấy có khả thi sao? Nghiêu hữu đạo, nói đùa chuyện không thực tế ta cũng sẽ không tìm ngươi ngươi yên tâm không cần ngươi đi đánh đánh giết giết đâu ngươi chỉ cần đứng ra giúp ta tìm một người là được chỉ cần người nọ đồng ý giúp đỡ vấn đề cũng không lớn triệu hùng ca hoài nghi người nào nghiêu hữu đạo ô thường triệu hùng ca ngơ ngẩn chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn ngươi đang nói đùa sao nghiêu hữu đạo nghiêm túc nói ta không nói đùa cho hắn ta ma điển điều kiện này hắn sẽ không thể từ chối được hắn tất sẽ nghĩ tất cả biện pháp để bảo đảm sự an toàn cho viên cương. Hiện nay trong cửu thánh, người duy nhất thích hợp làm việc này cũng chỉ có hắn. Người điên rồi, triệu hùng ca rít lên, đứng dậy muốn rời đi. như hữu đạo đứng dậy theo, kéo tay gã lại. Sư thúc, viên cương rơi vào tay cửu thánh, ngoại trừ bản thân cửu thánh ra, hiện nay không ai có thể cứu viên cương được. Triệu hùng ca vung tay, như hữu đạo lại nắm chặt không thả, hai người hơi rằng co. Cuối cùng, triệu hùng ca xoay người đối mặt với hắn. Ngươi biết sau khi ô thường có được ma điển thì sẽ có hậu quả gì không ở trong đó có bí pháp luyện chế nha tướng một khi bị hắn nắm giữ được hậu quả khó mà lường Ngưu hữu đạo chuyện này ra đã nghĩ tới rồi người yên tâm sẽ không có vấn đề gì hắn muốn luyện chế đại quân nha tướng cũng cần phải có thời gian mới được bây giờ chúng ta chính là đang tranh thủ thời gian với hắn sư thúc ta cần thời gian huống chi hắn cũng không có khả năng sẽ có ngày thành công nếu thực sự không được thì sẽ tung tin trong tay hắn có ma điển ra đến lúc đó tám thánh khác tất sẽ liên thủ đối phó với hắn. Sư thúc, người đã nghĩ tới chưa, hắn có được ma điển cũng có nghĩa là chúng ta nắm giữ bí mật của hắn, hắn sẽ không dám dễ dàng làm sằng bậy, hắn cũng sẽ không dám có chủ ý gì với Thượng Thanh Tông nữa. Một số thời điểm có bỏ mới có được, có vụ giao dịch này, vô hình chung hắn sẽ bị kiềm chế, vô hình chung sẽ đứng bên chúng ta, đối với chúng ta thì chỉ cần hành động thỏa đáng. Át sẽ có triển vọng, Triệu Hùng ca nhìn hắn, người đừng có thể hiện dáng vẻ này với ta, người có nói toạc ra như vậy cũng không thể nào. Buông tay, Ngưu Hữu Đạo biết là khó có thể thuyết phục được gã, thẳng thắn lười dài dòng nữa. Triệu Hùng ca, nếu người cứ khăng khăng không muốn làm như vậy, ta liền nói lời thẳng thắn, ma điển này chỉ là thứ do thánh nữ ma giáo giao cho ngươi tạm thời bảo quản, ngươi chỉ chịu trách nhiệm bảo quản, ta mới là chủ nhân của ma điển, ta có quyền quyết định nên xử trí thế nào. Triệu Hùng ca mắt lạnh nói, ngươi nhất định không buông tay chứ gì, Ngưu Hữu Đạo, ta biết là ngươi không tin, đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người sau khi ngươi gặp người đó tự sẽ tin ta nói là thật triệu hùng ca không biết hắn lấy cái gì mà lại chắc chắn như vậy gặp người nào như hữu đạo thánh la sát cánh tay của triệu hùng ca ra sức vung thoát khỏi sự lôi kéo chỉ vào mũi của hắn nói ta biết là trước đây chớ nên nói cho ngươi mà ta biết là ngươi đã nghĩ hết biện pháp để đạt được mục đích của ngươi ta đã sớm cảnh cáo ngươi không nên đặt chủ ý vào ma điển ta đã sớm nói với ngươi rồi mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì cho dù mang thánh la sát tới trước mặt ta ta cũng sẽ không bị thủ đoạn của ngươi mê hoặc. Thủ đoạn gian trá của ngươi đừng có áp dụng lên người ta, đừng mơ ta sẽ làm theo ngươi. Việc này không có gì hay để thương lượng, dứt lời liền đi, như hữu đạo, ngươi đã không nói đạo lý mà còn muốn đi sao. Giơ tay lên làm thủ thế, bịch, một thân ảnh như quỷ ảnh chợt xuất hiện chặn trước mặt triệu hùng ca, chính là vân cơ. Thế tới của đối phương khiến triệu hùng ca thất kinh, cảnh giác cao độ. Nghiêu hữu đảo, sư thúc, đừng lãng phí khí lực. nàng có tu vi nguyên anh kỳ, thực lực của ngươi so với nàng ấy căn bản là không cùng một cấp bậc. ta không thể làm gì khác là bắt ngươi đi thôi. nguyên anh kỳ, triệu hùng ca nghi ngờ đánh giá, sau đó lại từ từ quay đầu nhìn chăm chú như hữu đạo. cho dù ta phải liều tới mức cá chết lưới rách cũng sẽ không khiến ngươi được như ý. như hữu đạo nổi giận, triệu hùng ca, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? còn có thể nói đạo lý không hả? Thượng Thanh Tông cũng bởi vì đám người ngoan cố không chịu thay đổi như ngươi mới có thể rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, hiểu không hả? Có tình người lại không? Triệu Hùng ca, ngươi tìm người tới uy hiếp ta, đây chính là nói đạo lý của ngươi hả? À? Ngưu hiểu Đạo, ngươi không chạy lấy người thì ta cần uy hiếp ngươi sao? Ngươi là đang cố tình gây sự, ta nói cho ngươi biết, trước tiên ngươi đi cùng ta gặp người, nếu như sau khi gặp người đó ngươi còn cảm thấy ta đang lừa dối ngươi thì ngươi không làm theo lời ta cũng được ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, nói lời giữ lời. Triệu Hùng ca lập tức chỉ ngón tay tới, đây là do chính ngươi nói đấy, gã đã quyết định rồi, cho dù đối phương dở trò gì đều kiên quyết không tin. Nhiều hữu đạo vung tay lên, đừng nói nhảm, không có thời gian rông dài với ngươi nữa, tỏa kỵ phi cầm của ngươi đâu. Dẫn đường, chờ một lúc, ba người từ một nơi nào đó trong sơn lâm thâm sử điều khiển tỏa kỵ phi cầm bay lên trời, do vân cơ tự mình điều khiển bay về phía xa. Phân biệt phương hướng trên không trung một chút, Triệu Hùng ca hỏi. Đi đâu, Nhiêu Hữu đạo, còn có thể đi đâu? Đi gặp Thánh La sát đương nhiên phải tới điệp mộng huyến giới. Triệu Hùng ca, bên kia có thủ vệ, có thể vào được không? Nhiêu Hữu đạo than thở, Triệu Sư thúc của ta hà, chuyện nhỏ này cũng không cần ngươi phải quan tâm đâu, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ đó mà ta cũng không làm được thì còn muốn làm cái gì nữa? Ngươi yên tâm đi, tất cả ta đều đã chuẩn bị xong rồi, cho dù ngươi nằm ta cũng có thể mang ngươi đi. Người cứ theo ta là được rồi. Chuyện này cũng không phải mạnh miệng gì. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn chậm rãi bện một tấm lưới. Bây giờ thiên hạ này, nơi hắn không thể đi tới thật sự là không nhiều. Triệu Hùng ca im lặng không nói. Đối với lần này, gã lại không có gì hoài nghi. Bằng vào năng lực của người này, ngay cả thánh cảnh cũng có thể ra ra vào vào. Điệp mộng huyễn giới chắc chắn không làm khó được hắn. Nhưng cũng chính vì vậy, Triệu Hùng ca cũng không tin hắn. Bởi vì như thế cũng hoàn toàn có năng lực gian lận. Sau khi nhóm ba người tới gần cửa ra vào của điệp mộng huyễn giới sớm đã có người đúng thời gian đã ước định chờ bọn họ ở đó. Chờ bọn họ không phải ai khác, chính là trưởng môn của vạn thú môn, Tây Hải Đường. Tất cả đều nằm trong kế hoạch kín đáo của Ngưu Hữu Đạo, từ lúc bắt đầu mời Triệu Hùng Ca gặp mặt liền đã quyết định Triệu Hùng Ca sẽ tới đây, không tới không được. Vân cơ chỉ là chuẩn bị sẵn, nếu không tới liền bắt phải tới, sau đó Tây Hải Đường ở nơi này chuẩn bị tiếp ứng, dáng vẻ cực kỳ chắc chắn. Trương 1897 lại gặp Thánh La Sát. Tây Hải Đường vừa chạm mặt với Triệu Hùng Ca, hai người đều sửng sốt một chút. Tây Hải Đường không ngờ Ngưu Hữu đạo lại dẫn Triệu Hùng Ca tới, Triệu Hùng Ca cũng không ngờ tới Tây Hải Đường sẽ đích thân tới tiếp ứng, có trưởng môn của Vạn Thú môn ở đây, muốn vào Điệp Mộng huyễn giới do đệ tử của Vạn Thú môn canh gác đương nhiên sẽ không có vấn đề. Không nhiều lời, Tây Hải Đường ném ra một cái bọc. Bên trong có mấy bộ y phục của đệ tử Vạn Thú môn, các người thay đi. Ba người nghe theo, sau khi thay hình đổi dạng liền đi theo Tây Hải Đường. Đệ tử của vạn thú môn ở điệp mộng huyễn giới không có nghi vấn gì, chỉ hành lễ, Tây Hải Đường dẫn người không chút chậm trễ tiến thẳng vào trong đó. Thế giới kia, một quang cảnh kỳ huyễn khác, Tây Hải Đường đi vào gặp đệ tử thì tùy tiện bắt chuyện vài tiếng, sau đó liền dẫn ba người tới nơi hẻo lánh. Trong điệp mộng huyễn giới đã thay đổi so với lần đầu nghiêu hữu đạo tới, khu quang thảo đã khuếch trương thêm không ít, đang từng bước ăn lên không gian sinh tồn của điệp la sát sau khi tới sát biên khu hẻo lánh cạnh khu quang thảo, tìm một vị trí ngoài tầm mắt của người ngoài, Tây Hải Đường dừng bước xoay người hỏi Nghiêu Hữu Đạo. Cần bao lâu, Nghiêu Hữu Đạo, thời gian cụ thể không thể xác định, suy nghĩ tới thời gian đi lần trước, chí ít trong vòng 3 ngày không về được, thuận lợi cũng phải 3 ngày sau. Tây Hải Đường hơi trầm mặc, ta không thể luôn canh ở đây không đi được, sẽ dễ bị người khác nghi ngờ. Nhìn chung quanh một chút, chỉ một tảng đá lớn, nếu các người muốn trở về thì để lại ký hiệu trên tảng đá này, rồi tìm một chỗ ẩn thân. Mấy ngày nay ta sẽ bố trí chút, ba ngày sau mỗi ngày sẽ định kỳ tới huyễn giới dò xét, nhìn thấy ký hiệu sẽ trở gặp các ngươi, sau đó sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Nghiêu hữu đạo gật đầu, tốt, cứ như vậy đi, Tây Hải đường liếc mắt nhìn hai người khác, không nói nhiều nữa, xoay người rời đi. Bốn phía ưu tính, kỳ quang sáng lên kỳ dị, triệu hùng ca nhìn quang cảnh kỳ huyễn rộng rãi phía xa. Phải thâm nhập vào bên trong đó sao? Bên trong đếm không xuể điệp la sát, ngươi có biện pháp đi tới được không? Không có biện pháp đi tới thì sao phải tới đây?" Nưu Hữu Đạo quang một câu, quay đầu lại hỏi Vân Cơ. "Vị trí đại thể của Thương tụng Hành cung ngươi còn nhớ rõ không?" Triệu Hùng Ca nghe vậy thì quay đầu nhìn tròng chọc, chọc, Vân Cơ cũng quay đầu nhìn cửa ra một chút, so với phương hướng đang đứng, lại nhìn sâu trong kỳ huyễn phía xa, ánh mắt cuối cùng khóa một hướng, hơi vuốt cằm nói. "Có ấn tượng, hẳn là còn có thể tìm được." Nưu Hữu Đạo, "Hầu tử không ở đây." hiện tại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi triệu hùng ca đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhún phát hiện mặt đất đã trầm xuống nhìn hai bên phát hiện vân cơ đang thi pháp ba người cùng nhau trầm xuống sau khi dung hợp vào mặt đất cơ thể ba người ở trong bóng tối giọng của vân cơ truyền tới đường xá xa xôi tốc độ, độ độn vốn chậm ta lại phải thi pháp mang theo hai người các ngươi nên sẽ càng chậm ta ở phía trước mở đường các ngươi theo sát ta tốc độ có thể nhanh hơn không ít được tiếng đồng ý của ngưu hữu đạo Vân cơ dùng một tay ấn trên tầng đất, lập tức thấy tầng đất phía trước khuếch trương sang hai bên phía sau, nàng đi nhanh một đường về phía trước, Ngưu Hữu Đạo và Triệu Hùng Ca thì bay nhanh theo sát phía sau. Đoạn đường này, ngoại trừ thỉnh thoảng lên thông khí khôi phục pháp lực tiêu hao, Vân cơ đi ra kiểm tra tình hình để phân rõ và điều chỉnh phương hướng, thời gian còn lại đều di chuyển ở dưới đất. Trong bóng tối không biết thời gian trôi qua như thế nào, nói chung cảm giác thời gian trôi qua hồi lâu, khô khan vô vị, làm người ta có cảm giác nặng nề phát ngán khi một lần nữa xuất hiện phía trên mặt đất để thông khí, cũng tiện quan sát phương hướng thì Triệu Hùng ca chui từ dưới một cây đại thụ ánh sáng ra, rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Còn bao lâu nữa, Vân Cơ đi tới chỗ hổng vừa xuất hiện chỗ dễ cây, giơ tay lên chỉ phía trước. Nhiêu Hữu Đạo đi tới, thuận thế nhìn theo nói một câu. Đến rồi, Triệu Hùng ca lập tức đi tới, chỉ thấy rừng rậm phía xa có một tòa cung vũ, nghi ngờ hỏi. Nơi đó chính là Thương Tụng Hành Cung, Nhiêu Hữu Đạo không để ý tới gã, nhưng đầu nói với vân cơ nghỉ ngơi một chút trước tiên khôi phục đầy đủ pháp lực đã vân cơ gật đầu xoay người từ chỗ hồng trở về bên trong mượn rễ cây che chắn khoanh chân ngồi xuống nhất định phải có thứ che chắn ở đây có quá nhiều điệp la sát một khi bị phát hiện sẽ gây ra động tính không nhỏ thậm chí có thể sẽ gây ra phiền phức triệu hùng ca nếu như đã tới thương tụng hành cung vì sao không qua đó rồi nghỉ nghiêu hữu đạo thánh la sát rất nguy hiểm Mặt triệu hùng ca tỏ ra châm chọc, không phải ngươi nói ngươi là chủ nhân của nó sao? Nghiêu hữu đạo, cho nên ta hiểu rõ nàng hơn ngươi. Tình huống của nàng bây giờ nhất định là mất hết tính người, ta và Vân Cơ đều đã từng bị nàng đả thương rồi, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước tiên phải khôi phục đầy đủ pháp lực để ứng biến. Dứt lời cũng trở về bên trong tìm chỗ che chắn, ngồi xuống. Triệu Hùng ca không biết thật giả thế nào, nhưng thoạt nhìn thì không giống dáng vẻ đùa giỡn, sau đó cũng tìm một nơi ngồi xuống đợi sau khi khôi phục đầy đủ pháp lực, Vân Cơ lần nữa dẫn hai người phá địa trầm xuống. Khi lần nữa nổi lên trên mặt đất, mặt đất xuất hiện đá phiến tre, Nhiêu Hữu Đạo giơ tay lên ý bảo cẩn thận. Vân Cơ hơi gật đầu, nhẹ nhàng lật đá phiến ra, giơ chân chậm rãi rời qua một bên, bên ngoài có quang mang nổi bật chiếu vào. Mở ra, Vân Cơ nghiêng tai lắng nghe một hồi mới ló đầu nhìn xung quanh xác nhận không có gì mới lắc mình ra. Nhiêu Hữu Đạo cũng ra theo, Triệu Hùng ca ra ngoài cuối cùng. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một tòa cung thành cổ xưa đã chịu đủ sự ăn mòn của năm tháng bị các loại dây sáng lên bao trùm bên ngoài mặt triệu hùng ca kinh ngạc nơi đây thực sự là thương tụng hành cung nghiêu hữu đạo đặt ngón tay lên miệng thấp giọng nói nhẹ một chút cảnh giác bốn phía phân cơ cũng thấp giọng nói lần trước tới dây che phủ ở đây dường như đều bị người ta mở phong tỏa ra dẫn tới trận pháp biến đổi lớn nên đã bị biến mất hết rồi nghiêu hữu đạo dù sao đã qua mấy năm rồi đã dài ra lại cũng bình thường Triệu Hùng ca không biết hai người đang nói cái gì, trong lòng tự nhắc nhở chính mình, như hữu đạo giả dối lại quỷ kế đa đoan, cho dù bọn họ nói cái gì cũng đều không thể tin được. Sau khi quan sát kỹ một lượt vẫn chưa phát hiện bất cứ điều gì dị thường, lại nhắc nhở hai người. Nơi đây dường như không thấy tung tích của điệp la sát, có phải các người cẩn thận hơi quá rồi không? Vân cơ nói một câu, không có điệp la sát khác càng nguy hiểm hơn, nói rõ điệp la sát khác không dám xông vào đây. Nghiêu hữu đạo hiểu ý của nàng, mỉm cười gật đầu, Hở phào nhẹ nhõm nói. Xem ra phán đoán của ta không sai, nơi này chính là vương cung của nàng, cũng là nơi ở của nàng, nàng còn thủ ở đây. Sợ là sợ thánh la sát chạy tới nơi khác rồi, nếu quả thật là vậy thì sẽ phiền toái, trong điệp mộng huyễn giới mịt mờ này làm sao có thể tìm được. Triệu Hùng ca nghe hiểu, hỏi Vân Cơ, ngươi không phải đã đến cảnh giới Nguyên Anh rồi sao? Cũng lo không phải đối thủ của thánh la sát ư. Vân Cơ liếc gã một cái, lười trả lời, nhìn xung quanh không thấy bất kỳ dị thường nào. Nghiêu Hữu đạo chỉ một hướng, đi, đi tới chỗ năm đó giam cầm nàng tìm thử xem. Đây không phải là lần đầu tiên tới, đối với thông đạo trong cung thành này còn có ấn tượng đại thể, hắn dẫn đầu đi về phía hậu cung, chỉ có điều vừa đi vừa cảnh giác bốn phía. Không có cách nào, như hắn đã nói, bây giờ Thánh La Sát đã mất hết tính người, thêm nữa thực lực cường hãn, bị nàng đánh lén một cái thì sẽ không chịu nổi. Chương 1898, gặp lại đạo đạo một. Một đường yên tĩnh không tìm thấy động tính gì khác nghiêu hữu đạo thì thầm một câu lẽ nào không ở đây không lâu sau nhóm ba người đi tới bên ngoài tòa cung điện hình trụ bằng kim loại cũng là nơi đã từng phong ấn thánh la sát nhưng mới vừa đi tới cửa vào của cung điện nhóm ba người vừa mới muốn leo lên đài kim loại thì ba người cùng lúc cứng lại cảm giác được đột nhiên có vật gì đó bịch một cái xuất hiện ở phía sau bọn họ tốc độ rất nhanh ánh mắt của ba người cùng nhìn chằm chằm về phía bậc thang trên bậc thang đột nhiên xuất hiện cái bóng của ba người bọn họ có ánh sáng đột nhiên tỏa ra sau lưng bọn họ, còn khu vực điện Vũ Môn đã được Ngân Huy chiếu sáng không ít. Tới rồi, khóe miệng Nhiêu Hữu Đạo giật giật, cười gượng, Triệu Hùng ca muốn xoay người, Nhiêu Hữu Đạo nâng khẽ tay, ý bảo gã đừng nên lộn xộn. Ba người nhất thời đều cứng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Nhiêu Hữu Đạo. Vân cơ, một khi có biến thì đỡ trước một chút. Vân cơ hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người, con người đột nhiên co lại, trầm giọng nói. Là nàng. Hai người ở phía sau lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện phía sau thì Ngưu Hữu Đạo lần nữa hượng cười. Triệu Hùng ca thì kinh ngạc sợ hãi, hai người khác đều nhìn thấy nhưng không thể trách được, vì đây là lần đầu tiên gã được gặp thánh la sát trong truyền thuyết. Quái vật trước mắt, đầu là tóc dài thủy ngân không gió mà bay, phiêu diêu nhẹ nhàng, vô cùng mê loạn. Eo thon, tứ chi gầy nhỏ, giáp cốt bên ngoài màu bạc bao lấy cơ thể yêu mỹ. Trên gương mặt hình chứng ngỗng đẹp đẽ, ngân giáp cứng rắn, đôi con người lạnh lùng răng nanh lợi chảo phía sau có một đôi cánh hồ điệp to lớn tản ra ánh sáng màu bạc nhu mỹ nhìn tổng thể tràn đầy mỹ cảm đáng sợ mặc dù triệu hùng ca lần đầu tiên nhìn thấy nhưng lại không hề hoài nghi không giống với điệp la sát khác đây nhất định là thánh la sát trong truyền thuyết tiếp theo gã nghe được tiếng nói thanh thúy dễ nghe như tới từ hư không của thánh la sát vì sao lại xông vào thành của ta nghiêu hữu đạo nở nụ cười gọi ngân nhi ngân nhi trong mắt của Thánh La sát hơi hiện lên thần sắc mê man. Hình như ta từng nghe nói tới cái tên này, nhưng ánh mắt rất nhanh lại khôi phục sự thờ ơ. Vì sao lại xông vào thành của ta? Ngưu Hữu Đạo, Ngân Nhi, là ta, còn nhớ không? Hắn giơ tay lên kéo mặt giả trên mặt xuống. Thánh La sát nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, trong ánh mắt lần nữa hiện lên sự mê man, nhưng lại dần dần khôi phục sự thờ ơ, đột nhiên nói hai chữ: "Ngoại tộc." Lợi Trảo đồng thời lấy thế nhanh như chớp vồ ra đã sớm phòng bị cao độ, Vân Cơ đột nhiên xuất thủ, phất tay một cái, cạch. Một tiếng vang dội, gió mạnh bốn phía, Ngưu Hữu Đạo đẩy bả vai của Triệu Hùng Ca, hai người nhanh chóng tránh sang hai bên. Hừ, thấy bị ngăn trở, Thánh La sát giết lên tiếng huyết gió dữ tợn, thân hình nhanh như mị ảnh. Vân Cơ cũng lóe người lên, trong giây lát hai người lao vào đấu với nhau. Uy lực cuộc giao thủ giữa hai người thật sự quá cường đại, hai bóng người lồng vào nhau, mặt đất nứt ra, đá phiến bị hất bay như trang giấy, thậm chí bị chấn động đến nát thành bột phấn. Rất nhanh liền song song đánh từ mặt đất lên trên không trung, một thân ảnh cùng quang ảnh qua lại bay lên bầu trời của cung thành. Chỉ dựa vào khí thế và tiếng gầm lúc giao thủ này, còn có tốc độ tấn công qua lại đó, ngẩng đầu quan sát, Triệu Hùng ca phát hiện trận thế này mình ngay cả tư cách nhúng tay vào cũng không có. Cũng xác nhận, vân cơ kia chính xác là có tu vi nguyên anh cảnh. Không trung có một tia ngân quang văng ra, sau đó lại giống như tia chấp quay lại, tựa như một tia thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Bịch, một tiếng vang dội giống như sấm sét, một thân ảnh như sao trổi đập lên mặt đất, đánh thành một cái hố to. Bóng người lại nhanh chóng từ trong hố lóe lên rơi xuống đất, chính là Vân Cơ sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm bầu trời, khóe miệng là máu tươi, cúi xuống nhìn vị trí giữa ngực và vai mình, đã có năm cái lỗ máu. Phù không, Thánh La sát nhẹ nhàng vỗ hai cánh, từ trên cao nhìn xuống, khinh thường. Vân Cơ chợt cắn răng hô, như Hữu Đạo, người tên chết tiệt này, không phải ngươi nói ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Ta không đỡ được nàng ta nữa, nếu còn đánh tiếp nữa thì ta sẽ chết trong tay nàng mất, nếu ngươi còn không ra tay, đừng trách ta ném các người lại chạy trước. Trước đây lúc nàng mới gặp Thánh La Sát đã thiếu chút nữa mất mạng, bị đánh bị thương phải chui xuống đất mà chạy, sau đó cũng chưa được nhìn thấy Nưu Hữu Đạo thu phục Thánh La Sát. Lần này thuần túy là căn cứ vào sự tín nhiệm với Nưu Hữu Đạo mới tới, thêm nữa đã đột phá tu vi tới nguyên anh cảnh mới dám cứng đối cứng với Thánh La Sát kết quả giao thủ một cái đã phát hiện ra thực lực tân tấn nguyên anh của mình có tranh lệch không nhỏ so với thánh la sát cho dù là tốc độ tấn công hay là lực đạo tấn công cũng không bằng hơi giao thủ một cái trong chốc lát đã cảm thấy chịu không nổi đã bị đả thương rồi còn tầng giáp cứng trên người thánh la sát chính là lớp phòng hộ trời sinh hơi đụng vào liền có thể cảm giác được có khả năng đau thương bất nhập nàng biết rõ nếu cường ngạnh chống đỡ thì căn bản không chịu đựng nổi nữa nếu gượng chống lại thì chỉ cần một sai lầm là có thể bỏ mạng nào còn dám mạo hiểm nữa không trực tiếp chạy trốn là may rồi đang trốn ở một bên triệu hùng ca nghe tiếng thì nhìn về phía ngư hữu đạo ngư hữu đạo nhếch nhếch miệng hắn cũng chưa thực sự nhìn thấy thực lực nguyên anh chân chính là thế nào còn muốn mượn vân cơ để ước định thực lực nguyên anh tiện thể cũng có thể so sánh thực lực của thánh la sát còn muốn quan sát thêm ai ngờ vân cơ nhanh vậy đã không chịu nổi nữa rồi vì thế hắn cũng không biết rốt cuộc là do thực lực của thánh la sát lợi hại hay là do thực lực tân tấn nguyên anh của vân cơ không đủ Nhìn dáng vẻ của Vân Cơ thì mình không tự mình ra tay không được, lúc này mới lắc mình ra, nhanh như chấp tới bên cạnh Vân Cơ. Dẫn nàng ấy tới mặt đất, nàng công kích từ trên xuống mặt đất, ta lại ở trên mặt đất thì quá cố sức, có thể sẽ không chịu được. Ta vừa động thủ tham gia, người lập tức lui lại, đừng nên chủ động tấn công nữa. Nghiêu Hữu đạo dặn dò một câu, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau một chút. Nhìn thấy hắn dám tự mình ra sân, Vân Cơ nhất thời yên tâm không ít, ít nhất xác nhận hắn không lừa mình nhưng còn không đợi hai người kịp làm gì không trung lóe lên ánh bạc thánh la sát lần nữa lao xuống tựa như tia chớp tấn công về phía vân cơ có lời nói của nghiêu hữu đạo làm vững tâm vân cơ cũng biết nên làm như thế nào không hề lấy cứng đối cứng nữa nhanh chóng lắc mình hạ xuống sát mặt đất vừa toàn lực chống đỡ vừa nhanh chóng lui về phía sau thu hút thánh la sát đi theo mình còn nghiêu hữu đạo ở chính giữa chỗ hai người đang đuổi giết bảo kiếm tuốt khỏi vỏ cầm trong tay tìm đúng cơ hội đột nhiên mạnh mẽ cắm vào, đánh tới vị trí hai người đang giao thủ. Vèo, vân cơ như ma ảnh sượt qua người hắn, nhìn thấy có người tham gia gây trở ngại, thánh la sát chợt hiện thân, vất tay đánh ra một kích. Thần kinh căng thẳng phòng bị, như hưu đạo nhanh chóng đẩy kiếm từ song trường ra. Cạch, một chảo đánh trúng thân kiếm, phụt, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, như hưu đạo như một ngôi sao trổi bay ra ngoài, lăn lộn ra ngoài hơn 10 trượng. kiếm trong tay hóa thành ngân quang văng ra xa. Lé lên lui ra ngoài, Vân cơ suýt nữa thì trợn lắc cả mắt, rất muốn hỏi nghiêu Hữu Đạo một chút, người có thể ngăn cản nổi sao? Dưới tay người ta giống như một tờ giấy nhỏ không chịu nổi một kích, người ngăn cản thế đó hả, điên rồi sao? Triệu Hùng ca cũng há mồm sững sờ, có cùng nghi hoặc như thế. Phụt, chương 1899, gặp lại đạo đạo hai. Sau khi nằm xuống lại sạc ra một búng máu, hai tai nghiêu Hữu Đạo là tiếng ong ong. Dùng sức lắc lắc đầu, mạnh mẽ thi pháp ổn định bóng mờ trong tầm mắt mới phát hiện hổ khẩu của hai tay đã vỡ toang, nước ra rất sâu, máu thịt be bét, máu me đầm đìa. Khóe miệng cũng máu me đầm đìa, hai tay chống xuống đất cố sức đứng lên, hai tay run rẩy, hai chân cũng đang run run không ngừng, thân thể và gân cốt sống như bị cắt thành mảnh nhỏ vậy. Cảm giác này thật không dễ chịu, nhiều hiếu đạo cười khổ, lực công kích quá hung mãnh, cũng quá mau lẹ, bằng vào tu vi và tốc độ của mình, vận chuyển lực càn khôn cũng khó mà hoàn toàn hóa giải được. Dự uy công kích còn sót lại cũng có thể đánh gục hắn hơn nữa tổn thương lần này dường như còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần đầu tiên bị thánh la sát đả thương tại sao lại như vậy hắn vốn cho rằng tu vi của mình đã cao hơn năm đó không ít ứng phó hẳn là có khả năng cao hơn mới phải rất nhanh hắn đã hiểu ra lúc thánh la sát đang dùng hết công phu đánh với vân cơ công kích nhanh chóng mình lại đột nhiên xen vào hậu quả có thể tưởng được không hề giống với một kích mình chịu của thánh la sát năm đó còn muốn đối mặt đấu dưới đất với thánh la sát sợ rằng mình sẽ chịu tổn thương nặng hơn kết quả vẫn nên quay lại tìm một biện pháp khác là hơn cái này gọi là mệnh gì đây nghiêu hữu đạo tự diễu bỏ dậy không chết triệu hùng ca thở phào nhẹ nhõm vân cơ càng kinh ngạc hơn nàng biết uy lực một kích của thánh la sát căn bản không tu sĩ nào cảnh giới kim đan có thể chịu được nhưng nghiêu hữu đạo lại có thể đối phó nàng cảm thấy có chút khó tin càng làm hai người giật mình là sau khi đánh xong một kích thánh la sát bỗng nhiên ngừng lại giơ tay nhìn bàn tay vừa đánh ra một kích của mình trên mặt là thần sắc bối rối chậm rãi xoay người từ từ nhìn về phía nghiêu hữu đạo nhìn thấy thánh la sát chủ động nhìn chằm chằm về phía nghiêu hữu đạo vân cơ hết hồn nghiêu hữu đạo đã bị thương thành cái dạng này rồi làm sao có thể chịu được nữa nhất thời không biết có nên đi cứu hay không bản chân nàng cũng không thể chịu nổi nếu còn mang theo gánh nặng là nghiêu hữu đạo nữa thì hai người sợ rằng sẽ xong đời không khỏi tỏ ra do dự Xoẹt, Triệu Hùng ca rút kiếm ra quát lên với Vân Cơ, "Ngươi ngăn cản một trưởng của nàng, ta dẫn hắn thoát thân trước, sau đó ngươi trốn đi." Được, Vân Cơ mới vừa đồng ý, Như Hữu đạo chợt quát lên. "Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động." Hắn nhìn chằm chằm thần sắc và phản ứng của Thánh La Sát, nhắc nhở lần nữa. "Không được nhúc nhích, nhất định chớ có di chuyển." Phản ứng trước mắt của Thánh La Sát chính là kết quả mà hắn muốn, không thể tiếp tục làm Thánh La Sát tức giận được một khi hai người kia vọng động lần nữa chọc giận thánh la sát thì sẽ xong đời tình trạng cơ thể hiện tại của hắn không có cách nào tiếp tục chịu kích thứ hai đến lúc đó kiếm củi ba năm thiêu một giờ không nói còn rất có thể sẽ liên lụy tới tính mạng của mọi người thực lực của vân cơ mạnh nhưng muốn mang theo hai gánh nặng từ dưới tay thánh la sát chạy thoát thì chưa chắc được triệu hùng ca cùng vân cơ dần dần trợn to hai mắt đầy sự khó tin chỉ thấy như hữu đạo chẳng những không chạy đi mà còn không biết sống chết đi về phía thánh la sát khóe miệng như hữu đạo đang dỉ máu, trên 10 ngón tay cũng có máu tươi tí tách chảy, hai chân run rẩy chậm rãi đi tới, không dám đi quá nhanh sợ kinh độc, trên mặt cố gắng nở nụ cười hiền lành, cố gắng bày ra dáng vẻ không có ác ý. Máu tươi tí tách, đi qua đâu thì kéo theo một đường máu tươi tới đó. Ngươi làm gì thế, triệu hùng ca thật sự không nhịn được hô to. Nghiêu hữu đạo lập tức dựng thẳng ngón trỏ đang dầm dề máu ở trên môi, lắc đầu với gã ý bảo gã chớ có lên tiếng quấy nhiễu. Quay đầu lại làm thủ thế y như vậy cho vân cơ xem, cũng ra hiệu y vậy, đừng nên quấy giày, nhất định đừng nên quấy giày. Triệu hùng ca trợn tròn mắt, nhìn thánh la sát đã mất đi sự cuồng bạo lúc trước lẳng lặng đứng tại chỗ, nhất thời ý thức được chắc là nghiêu hữu đạo có biện pháp nào đó. Đối với lần này, vân cơ cũng dần dần hiểu ra. run rẩy đi về phía trước, cảm giác khó chịu của thân thể dần hết đi, bước chân của nghiêu hữu đạo cũng trầm ổn hơn. Cuối cùng, hắn dừng ở trước mặt thánh la sát, một người, một yêu ma mặt đối mặt ở khoảng cách gần, nhìn nhau. Trái tim của Triệu Hùng Ca và Vân Cơ như thoát lên tận cổ họng, đều biết, lúc này Thánh La Sát tùy tiện phất tay đảo qua một cái thôi, Nghiêu Hữu Đạo nhất định phải chết. Nhưng trên mặt Nghiêu Hữu Đạo vẫn duy trì mỉm cười như trước, còn chậm rãi nâng một bàn tay lên, chậm rãi đẩy ra, cũng mời Thánh La Sát làm như vậy. Thánh La Sát cũng từ từ nâng một tay lên, nhìn móng vuốt của mình chậm rãi dựng thẳng đẩy ra. Một lợi trảo của yêu ma, một bàn tay của người máu me rầm rề, dưới sự chứng kiến của triệu hùng ca và vân cơ chậm rãi hợp lại với nhau bàn tay chập lại như hiếu đạo lập tức vận chuyển càn khôn quyết rót vào trong cơ thể thánh la sát bắt đầu chậm rãi giúp nàng hóa giải yêu khí dị chủng trong cơ thể trên mặt thánh la sát dường như nổi lên một cảm giác thư thích một tay bắt đầu rồi như hiếu đạo thăm dò qua sắc mặt và hành động lại nâng một bàn tay máu me rầm rề khác lên chậm rãi đẩy ra lần này thánh la sát rất phối hợp cũng nâng một cái móng khác lên lần nữa phối hợp với cánh tay của ngưu hữu đạo một người một yêu ma yên lặng ở đó thánh la sát thoải mái chậm rãi nhắm hai mắt lại dường như đang hưởng thụ cảm giác này rất nhanh triệu hùng ca và vân cơ đều thấy rõ ngân huy trên hai cánh phía sau thánh la sát đang từ từ ảm đạm cũng đang từ từ thu nhỏ lại thu nhỏ dần khi nhỏ tới mức co lại vào trong xương bả vai sau lưng mới thôi toàn bộ bề ngoài của thánh la sát cũng đang dần dần phát sinh sự biến hóa lớn ngân sắc giáp cốt trên người dường như đang dần dần mềm đi, hào quang màu bạc trên tóc bạch kim cũng đang từ từ ảm đạm, từ màu bạc dần chuyển thành màu cho, màu cho dần biến thành màu đen. Ngân sắc giáp cốt trên người nàng đang mềm dần, thay đổi, dần chuyển thành đường nét các bộ phận như con người, lợi trảo trên tứ chi cũng đang co lại. Khi ngân sắc giáp cốt trên mặt thánh la sát hóa thành văn lộ ngân sắc rồi dần ảm đạm, sau đó biến mất ở dưới da, đã không còn thánh la sát nữa, đã biến thành một nữ tử thước tha trần chuồng không mảnh vải che thân, da thịt trắng như tuyết, thân thể duyên dáng tóc đen bay bay, hai mắt chớp chớp, lông mi thật dài. Triệu Hùng Ca và Vân Cơ ngẩn ra nhìn, hai người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Mặt mũi quen thuộc, Ngân Nhi đã trở về rồi, trên mặt Ngưu Hữu Đạo cũng nở nụ cười. Sau khi buông tay, hắn nhanh chóng cởi áo khoác của mình xuống, run lên, khoác trên thân thể trần trụi của Ngân Nhi, cẩn thận giúp nàng cột chắc vạt áo, che đi cảnh xuân đang lộ lộ bên ngoài. Cảnh tượng đó giống như đang chăm sóc một đứa trẻ chưa hiểu chuyện vậy. Chuyện đột biến này quá bất ngờ, mới vừa rồi còn là yêu ma hung ác độc địa không gì sánh được, một lời không hợp là có thể đưa người ta vào chỗ chết, đảo mắt lại biến thành nữ tử nhu mì yểu điệu, triệu hùng ca và vân cơ nhất thời có phần khó thích ứng. Giúp nàng cột chắc y phục, ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào Ngân Nhi đã mở hai mắt ra, hai mắt đen lúng liếng không có bất kỳ sự phức tạp nào, đôi mắt ngây thơ đang tò mò nhìn hắn. như hiểu đạo thử hỏi, Ngân Nhi, còn nhớ ta không? Ngân Nhi dường như đang cố gắng nhớ lại gì đó, chợt hô lên một tiếng. Đạo đạo, chính nàng dường như cũng có phần không dám xác định, như hiểu đạo xem như là đã nhìn ra, vị này có ấn tượng với mình, cũng không nhớ kỹ hắn lắm. chương 1900, đây mới là thế giới của nàng một. Nhưng hắn nhớ là khi tiến vào thiên đồ bí cảnh đưa Ngân Nhi về điệp mộng huyến giới, lúc này mới qua được mấy năm mà đã quên nhanh vậy sao? Bởi vậy, hắn cũng hiểu ra, từ người biến thành yêu ma, lại từ yêu ma biến thành người, đối với ký ức của ngân nhi sẽ có hư hại đối với chuyện của người hẳn là đã quên nhiều ví dụ như chuyện của phu thê thương tục ngân nhi đã quên rồi thảo nào vĩnh viễn giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành như vậy nghĩ đến đây nhiều hữu đạo nở nụ cười quên đi là tốt có một số việc quên đi không phải chuyện xấu quên bị phong ấn mấy trăm năm quên chuyện hắn đưa nàng về huyễn giới quên tất cả những chuyện không vui có lẽ cũng không có buồn lo cùng đau khổ nữa đúng đạo đạo là ta Nghiêu hữu đạo có chút giờ khóc giờ cười gật đầu, có phần không chịu nổi cách xưng hô này của yêu ma với mình. Nhận được sự xác nhận, Ngân Nhi cười hì hì, cười ngây thơ rực rỡ, cuối cùng cũng là dáng vẻ yên tâm rồi. Nhìn thấy tình huống bên này, Triệu Hùng ca cùng Vân Cơ đều thử nhích tới gần. Nhìn thấy diện mạo của Ngân Nhi, Vân Cơ thở phào nhẹ nhõm, nàng biết, nàng từng gặp ở Mao Lư Sơn Trang rồi, cũng có chút kinh ngạc, hóa ra nha đầu kia thật đúng là thánh la sát, trước nhiều hữu đạo nói là tới đây tìm Ngân Nhi, nói Ngân Nhi chính là Thánh La Sát, nàng còn có chút hoài nghi. Bây giờ xem ra, thế nhân lại không biết Thánh La Sát trong điệp mộng huyến giới từng sống lâu ở Mao Lư Sơn Trang như vậy. Là nàng, nhìn thấy diện mạo của Ngân Nhi, triệu hùng ca thất kinh. trí nhớ của Ngân Nhi không tốt, ấn tượng đối với hai người không sâu, nhìn thấy hai người tới gần thì vô ý thức tránh về phía sau Nghiêu Hữu Đạo. Sau khi phục hồi, nàng có chút rụt rè, một tay lôi chặt xiêm y của Nghiêu Hữu Đạo, có chút cảnh giác nhìn chầm chầm hai người, hai chân rụt lại. Như Hữu Đạo quay đầu nhìn y phục mình đang bị kéo, có phần bất đắc dĩ, phát hiện nha đầu kia mắc bệnh cũ, giống y đúc năm đó mới gặp, một chút cũng không thay đổi. Quay đầu lại nói với Triệu Hùng ca, đúng vậy, năm đó thiếu chút nữa bị ngươi đánh chết, ngươi năm đó may mà không làm nàng tức giận, bằng không ngươi đâu còn giữ được mạng nữa. Triệu Hùng ca á khẩu không trả lời được, đối với chuyện năm đó vẫn rất ấn tượng, dù sao số lần gặp mặt Như Hữu Đạo không nhiều, nhớ năm đó chuyện đả thương nha đầu kia mơ hồ còn nhớ nghiêu hữu đạo muốn yêu ma này tiến mình nghĩ tới chuyện này có phần sợ hãi hiện tại rốt cuộc gã đã hiểu tại sao nghiêu hữu đạo phải đưa mình tới nơi này đích xác nhìn thấy người là đủ rồi không cần giải thích nữa trước khi gã nói cho nghiêu hữu đạo bí mật thánh la sát cũng đã ra khỏi huyến cảnh với nghiêu hữu đạo rồi còn hoài nghi nghiêu hữu đạo đang làm trò quỷ sao vốn dĩ còn quyết tâm mặc kệ nghiêu hữu đạo nói cái gì mặc kệ nghiêu hữu đạo làm cái gì gã đều kiên quyết không tin Hiện tại không phải do gã không tin, bởi vì sự thực vốn chính là vậy. Mặc dù như thế, gã vẫn khó có thể tin nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, vị này, đệ tử của Đông Quách sư huynh lại là người mà nhiều thế hệ thánh nữ ma giáo luôn đau khổ chờ đợi sao? Triệu Hùng ca trầm mặc, sau khi hồi thần, Vân Cơ quan sát tình cảnh thảm tệ của Ngưu Hữu Đạo, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Ngưu Hữu Đạo nâng hai tay lên, lộ ra hổ khẩu vỡ toang máu chảy đầm đìa, cười gượng. "Có thể không có chuyện gì sao?" Tiện đà có phần khó khăn tự tay sờ trong ngực, lấy ra một viên lạp hoàn, bóp nát lộ ra thiên tế đan màu đỏ, định bỏ vào trong miệng. Bên cạnh, một bàn tay tinh tế duỗi tới tóm được tay hắn, không cho hắn ăn. Nghiêu hiểu đạo quay đầu, phát hiện là Ngân Nhi, đôi mắt đang trông mong nhìn chọc chọc thứ trong tay mình, mũi thở rồn dường như ngửi được mùi thơm của thiên tế đan, bỗng đôi mắt phụt sáng nhìn hắn, dáng vẻ như tuổi thân lắm, nói. Đạo đạo, đói, Nghiêu hiểu đạo nhất thời giờ khóc dở cười cái này ngươi không thể ăn ngân nhi lại vươn cả hai tay lên một tay bẻ tay hắn một tay đoạt viên thiên tế đan kia không thể ăn ưng như hữu đạo nóng nảy ai ngờ đối phương lại vô ý động tới chỗ hổ khẩu đang bị thương của hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt ngón tay vô ý thức buông lỏng ra cướp được thiên tế đan ngân nhi không nói hai lời nhét thẳng vào miệng của mình nở nụ cười rực rỡ với như hữu đạo thơm tiện đa tiếng nhai cót két vang lên trong miệng nàng như hữu đạo nghẹn họng không nói Phụt, Ngân Nhi chợt nhướng mày, thiên tế đàn đã bị nhai nát chợt bị nàng liên tục phun ra, còn lấy tay áo quệt miệng, chu mỏ nói. Đắng, khó ăn, triệu hùng ca cùng vân cơ lẳng lặng nhìn như một đứa ngốc vậy. Như hữu đạo cũng trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn về phía đất bùn đang đầy màu đỏ thuốc vỡ, có phần khóc không ra nước mắt. Hơn một triệu kim tệ đó, cứ vậy bỏ đi rồi sao? Đôi mắt của Ngân Nhi vụt sáng, tựa như không biết đúng sai, nuốt nước bọt trong miệng vẫn còn dư vị của đan dược lại lấy tay áo lau miệng, Thả tay xuống lại kéo y phục của Ngưu Hữu Đạo, dường như rất sợ hắn chạy mất vậy. Sự tín nhiệm này khiến khóe miệng Ngưu Hữu Đạo co giật. Vân Cơ tấm tắc một tiếng, quả nhiên là kẻ tham ăn của Mao Lư Sơn Trang, không giả được. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn bốn phía một chút, hất cằm về phía một cái túi da thuộc căng phòng rơi trên đất ở phía xa xa. Làm phiền giúp ta cầm nó qua đây, vốn là đồ hắn mang tới, vừa rồi chúng một kích nên bị đánh bay. Vân cơ lắc mình đi lượm túi ra thuộc, Đồng thời cũng lượm bảo kiếm mà nghiêu hữu đạo bị đánh bay. Sau khi cầm túi ra thuộc, nghiêu hữu đạo mở ra, lấy một cái túi giấy dầu ở bên trong ra, xoay tay đưa qua. Ngân nhi, cho người này, triệu hùng ca ngửi thấy được mùi thịt, phân cơ biết bên trong là cái gì, là do nàng tự tay đi đặt mua ở trên đường, sao có thể không biết được. Ngân nhi cầm túi giấy dầu, mở ra, nhìn thấy bên trong là một bao đùi gà, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức cầm một cái trong tay bỏ vào trong miệng, cắn rôm rốp. Liên tục gật đầu với Nưu Hữu Đạo, tỏ ra ăn rất ngon. Sau khi mạnh mẽ nuốt xuống một miếng lại cười hắc hắc với Nưu Hữu Đạo, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, lại tiếp tục gặm cắn. Rốt cục cũng buông lỏng Nưu Hữu Đạo ra, một tay cầm túi, một tay cầm đùi gà ở một bên hài lòng gặm. Nưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài, may mắn đúng lúc tìm được ngươi, nếu không, lễ vật này nhất định là bị phá hủy rồi. Triệu Hùng ca cạn lời, ngươi tới nơi này còn cố ý mua một bao đùi gà lớn mang tới sao? Nhiêu hữu đạo, không có cách nào, nàng thích nhất là ăn thứ này. Sau đó lại đưa tay móc trong ngực ra một viên lạc hoàn, sau khi bóp nát còn hơi cảnh giác quay đầu nhìn Ngân Nhi, sau đó mới yên tâm bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. May mà hôm nay thiên tế đang được Linh Tông chuẩn bị không ít, cũng biết lần này tới có thể sẽ bị Ngân Nhi đả thương, cho nên mới chuẩn bị thêm mấy viên ở trên người. Sau đó ngồi xuống tại chỗ, khoanh chân ngồi tính tọa điều tức, luyện hóa đan dược, thúc đẩy dược lực chữa thương. Linh đan cho dù tốt nhưng cũng không thể lập tức hồi phục lại bình thường được, thanh trừ huyết tụ trong cơ thể, sau khi ổn định thương thế thì chậm rãi mở hai mắt ra, còn lại sẽ chờ dược tính chậm rãi hỗ trợ thân thể khôi phục. Muốn đứng lên lại phát hiện không dậy được, nhìn lại, Ngân Nhi đã ngả xuống phía sau hắn khò khò ngủ say, thân thể co do, tư thế ngủ an tường, một tay còn lôi y phục của hắn. Bị túm đã thành thói quen, chỉ là bàn tay sau khi ăn đùi cả bóng nhảy dầu mỡ cũng quá bẩn đi. Quan sát bốn phía, chỉ thấy Vân Cơ đã khoanh chân ngồi tính tỏa dưỡng thương, Triệu Hùng ca thì gánh trách nhiệm hộ pháp phòng bị, ánh mắt cảnh giác chung quanh. Nhìn thấy Nghiêu Hữu đạo thu công rồi, Triệu Hùng ca đi tới, hỏi. Không có gì đáng ngại chứ, chương 1901, đây mới là thế giới của nàng hai. Nghiêu Hữu đạo nhìn hai tay một chút, lắc đầu miễn cưỡng cười. Nghe được tiếng động, Vân Cơ cũng thu công nhắm mắt. Triệu Hùng ca hiển nhiên có chuyện muốn nói với Nghiêu Hữu đạo, chắp tay nói với Vân Cơ. Hắn mang ta tới đây, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Vân cơ hiểu ý gã, đứng dậy tránh đi. Triệu hùng ca đi tới đối diện Ngưu Hữu đạo, khoanh chân ngồi xuống, hất cằm về phía ngân nhi đang ngủ say. Có tiện không, Ngưu Hữu đạo, nàng chỉ là một đứa bé ngu ngốc, không để lộ bí mật, muốn nói cái gì cứ nói, không cần lo về nàng. Triệu hùng ca, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Ngưu Hữu đạo mỉm cười, cái gì mà có chuyện gì? Triệu hùng ca, sao ngươi lại có thể tìm được thương tụng hành cung? làm sao biết phương pháp hàng phục thánh la sát, cái này nói như thế nào, bắt đầu nói từ trước đó sao, như hữu đạo than thở, có một số việc không có biện pháp giải thích, có một số việc đến nay ta cũng cảm thấy mơ hồ, cụ thể chuyện là thế nào, sợ rằng phải hỏi hai người thương tụng và ly ca. Cho tới giờ hỏi chuyện này còn cần không, ta nói này triệu sư thúc, chuyện ma điển ngươi không phải muốn đổi ý đấy chứ. Triệu hùng ca, ma điển không ở trên người ta, cũng không thể để trên người ta được, đã giấu đi rồi. Ngươi yên tâm, sau khi rời khỏi đây ta sẽ giao đồ cho ngươi, còn như xử trí như thế nào, đó là chuyện của ngươi. Đồ đã giao cho ngươi, ta coi như đã hoàn thành lời hứa với thánh nữ rồi. Chỉ là ngươi có nghĩ tới không, một khi đưa ma điển cho ô thường, chuyện thương thuộc thanh tay cầm binh phù sợ rằng không giấu nổi nữa. Nghiêu hữu đạo, chuyện này đương nhiên ta đã cân nhắc tới, gặp phải vấn đề cần phải giải quyết vấn đề trước, cho nên ta muốn mang ngươi tới đây, ta muốn lấy được ma điển trước, Xem ma điển rồi mới có thể quyết định nên xử trí thế nào. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, bên trong ma điển rốt cuộc ghi lại cái gì? Triệu Hùng ca, kỳ thật cũng không có gì, chỉ ghi lại một vài loại tà môn bí thuật, nội dung chủ yếu vẫn là do Ly ca đích thân ghi lại một vài sự vụ, nhắc nhở hậu nhân. Ngưu Hữu Đạo, nhắc nhở cái gì? Triệu Hùng ca, sau khi ngươi thấy đương nhiên sẽ biết. Ngưu Hữu Đạo, ta không rõ, nếu phải giao cho chủ nhân của Thánh La Sát, nếu Thánh La Sát bị vây ở đây, vì sao ma điển không để ở đây chẳng phải là an toàn hơn sao, cũng dễ dàng giúp chủ nhân của thánh la sát có được hơn mà. Triệu hùng ca, sau người thấy thì sẽ rõ, nghiêu hữu đảo, đã như vậy, vậy mau trở về thôi, tây hải đường đang chờ chúng ta, chỗ viên cương kéo dài thêm cũng không tiện. Dứt lời thì xoay người nhẹ nhàng thi pháp xé rách xiêm y của mình, đứng lên. Ngân Nhi không bị tỉnh giấc, trên tay Ngân Nhi đang nắm thật chặt một miếng vải rách. Nghiêu Hữu đạo hơi ngưng mắt nhìn, sau ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với vân cơ vân cơ lắc mình trở về như hữu đạo nói đi thôi triệu hùng ca ngạc nhiên ngón tay chỉ ngân nhi đang ngủ say trên mặt đất vậy nàng thì sao không dẫn đi ư như hữu đạo than thở tình cảnh hiện nay của ta như thế nào không phải ngươi không biết làm sao ta mang nàng ra ngoài được nàng sống chết theo ta không buông ta vừa rời khỏi nàng sẽ la hét tìm ta bên cạnh ta có gian tế của phiêu miểu các mai phục có thể dẫn về sao triệu hùng ca trần trừ nói nàng hóa thành hình người một mình ở chỗ này không sao chứ nghiêu hữu đạo ngươi suy nghĩ nhiều rồi đây mới là thế giới của nàng mới là nơi mà nàng nên ở lại chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi hình như triệu hùng ca không đành lòng nếu như thế làm sao tự nhiên lại chạy tới quấy dày nàng nghiêu hữu đạo liếc ngươi còn có mặt mũi hỏi sao nếu không phải ngươi cố chấp sống chết không chịu sao ta phải chạy tới suýt chút nữa mất mạng ngươi không biết à vân cơ lên tiếng Ta nhớ quận chúa dường như có thể làm yên lòng nàng, mang nàng ra ngoài có thể giao cho quận chúa. Nghiêu hữu đảo, quận chúa, quận chúa có thể chặn miệng nàng ấy không? Một người đầu óc ngu ngốc như nàng, nàng ra ngoài một khi la hét kiểu như đạo đạo, toàn bộ mọi người coi như xong đời. Đại tỷ à, bây giờ là thời kỳ nào? Suy nghĩ một chút cũng phải, nhưng vân cơ vẫn cảm thấy hắn có chút máu lạnh, cười khổ. Nàng rất tín nhiệm ngươi, ngươi thật nhẫn tâm vứt bỏ nàng như vậy sao? Nghiêu hữu đảo. Không phải vấn đề ta nhẫn tâm hay không đành lòng, bản thân chúng ta còn không biết tương lai sẽ có kết quả gì, đều đang liều mạng mà thôi. Nàng rất đơn giản, thế giới bên ngoài đối với nàng rất nguy hiểm, thực lực của nàng có mạnh hơn nữa thì có thể thế nào? Chỉ bằng chuyện nàng ham ăn, người khác liền có vô số biện pháp đẩy nàng vào chỗ chết. Vì một chút cảm xúc mà mang nàng ra ngoài nhưng thực tế lại là đang hại nàng, đây mới là thế giới thuộc về nàng, đi thôi. Rướt khoát xoay người đi, ba người từ đâu ra, lại từ đó trở về. Trên mặt đất đầy đá, tay cầm một mảnh vải rách, Ngân Nhi vẫn còn đang an tường ngủ say. Lẻ loi ngủ say trong cung thành yên tĩnh này, tỉnh lại có lẽ sẽ hoài nghi chỉ là một giấc mộng. Trong không gian to lớn bên trong lòng đất, viên cương bị treo trên cao không dám lớn tiếng, sợ kinh động đến người trông coi, trong miệng nhẹ phát ra tiếng ô ô. Ở phía trên, từng con ngọc tàm chứa theo sợi tơ chậm rãi bò ngược lên trên kén tằm, xếp hàng dọc theo vị trí sau lưng của viên cương, bắt đầu sàn sạt gặm cắn bọc kén tằm thật dày đợi cảm giác đã ổn cảm thấy ngọc tàm đã bắt đầu tự giác làm việc viên cương cũng ngậm miệng cả người đã bị hành hạ tới tóc tai bù xù có phần không ra hình người nữa hầu như mỗi ngày hoa mỹ như đều sẽ tới một chuyến đều sẽ dần vặt gã một lượt gã không muốn ngồi chờ chết nên mới thử triệu hoán ngọc tàm một lần kết quả phát hiện có tác dụng thời gian trôi qua từng giờ chợt có thủ vệ đi qua nhìn về bên này một cái ban đầu thủ vệ còn tới vòng quanh kiểm tra một chút sau đó biết gã không chạy được thì cũng không đi tới đi lui nữa, nhìn thấy gã vẫn còn đó thì liền bỏ qua. Còn viên cương đã nắm được chỗ sơ hở này, âm thầm lặng lẽ hành sự. Trong động không nhìn ra sự thay đổi của thời gian, cũng không biết đã trải qua bao lâu, bị khóa bên trong kén tầm, viên cương nhiều lần chống lại việc cánh tay bị mở rộng lòi ra ngoài. Đợi khi sau lưng có từng sợi từng sợi tơ bị ngọc tàm cắn nứt toàn bộ, hai cánh tay đã có thể thò hết ra phía sau, đã có thể thoát khỏi sự trói buộc của kén tầm gã rụt người một cái, không có động tính gì, cửa ra có thủ vệ, hơn nữa đây là vô song thánh địa, gã không cho là mình có thể chạy thoát. Chậm rãi nâng hai mắt lên, nhắm mắt dưỡng thần, gã đang chờ đợi. Như thợ săn đi săn, ẩn mình chờ con mồi đi tới. Không biết đã qua bao lâu, có tiếng bước chân truyền đến, viên cương chợt trợn mắt nhìn chầm chầm phía lối vào. Quả nhiên, hoa mỹ như lại xuất hiện, trên cổ còn bọc vải xô, nửa cười nửa không đi tới bên này. Sau khi đi tới chỗ treo, Hoa Mỹ như lắc mình một cái rơi vào tảng đá cao vút, lấy ra một thứ. Ngươi nhìn thử xem đây là thứ gì, là mấy kim thép cỡ lớn, mũi kim rất sắc bén. Ngươi không phải da dày thịt béo sao, ta muốn xem thử là da của ngươi dày hay là châm của ta bén, đây chính là thứ do ta đặc biệt chế tạo cho ngươi. Sư phụ cho ta ba ngày, nếu ngươi còn không đồng ý, ta đây cũng không có biện pháp nào khác. Ngươi đoán ta sẽ làm như thế nào, ghim vào thân thể của ngươi, chọc mù con mắt của ngươi. Được rồi, biết phía trên này tại sao có màu đỏ nhạt không? Phía trên đã tẩm thuốc, một khi ghim vào cơ thể của ngươi, cảm giác đó sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Trong nụ cười tỏa ra hận ý vô tật, châm chọc viên cương, lăn kim dọc mặt gã, thậm chí còn hơi chạm vào mắt, dường như hơi vô ý thôi sẽ ghim vào mắt của gã. chương 1902, chó điên, bị viên cương cắn vào cổ họng, giọng nói rõ ràng đã thay đổi, trở nên khàn khàn. Keng, kim thép trong tay gõ một cái ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể triệu hoán hạt hoàng ra không? Ánh mắt của viên cương chợt nhìn chăm chú về phía phía sau nàng. Bọn họ là ai, người nào, hoa mỹ như lập tức quay đầu nhìn lại, không thấy cái gì, đột nhiên nhận thấy không bình thường, vì nàng ta nghe thấy tiếng xé gió ở phía sau. Lúc mạnh mẽ quay đầu lại, kim thép trong tay đã nhanh chóng cắm vào. Nàng ta đã thấy viên cương thoát khốn từ trong kén tầm, đang vồ về phía mình, kim thép không chút do dự đâm thẳng vào cánh tay của viên cương nhưng viên cương còn ác hơn so với nàng ta tóc tai bù xù mà đến như ác ma thoát khốn không trốn không né xuất thủ lại vừa nhanh vừa độc mặc kệ kim thép sắc bén xuyên vào cánh tay trực xuyên thấu xương cánh tay năm móng lộn lại bắt được cổ tay của hoa mỹ như kéo người điên cuồng túm về phía mình hoa mỹ như kinh hãi hiểu gã cậy mạnh khác thường biết sau khi bị tóm được sẽ có hậu quả gì thân thể không đều phòng bị đánh úp một tay cầm mấy kim thép thuận thế mạnh mẽ đâm về phía bụng của viên cương phập, kim thép đâm vào bụng không có chỗ né, gã tùy ý để nó chọc vào, vùng kiếm về phía cổ của nàng ta. Lối đánh liều mạng như này là loại gì đây? Hoa Mỹ như nghĩ tới cái miệng đầy máu kia hai chân như nhũn ra, kinh hồn phách tán, muốn uốn người tránh né nhưng đã muộn. Mới vừa xoay người liền bị viêm cương bóp cổ, tu sĩ nào có ai có thể liều mạng vật lột đánh ở khoảng cách gần như vậy, Hoa Mỹ như căn bản không thích ứng được, cũng không am hiểu chuyện này, nhưng viên cương lại am hiểu. Một tay bị bắt, cái cổ lại bị tóm, hoa mỹ như liều mạng thi pháp chống đỡ bảo vệ chỗ yếu hại đồng thời thi pháp vung khuỷu tay điên cuồng tấn công thân thể viên cương ở phía sau mỗi khi nện một cái viên cương bị kim thép đâm vào bụng rồi máu tươi tuôn ra theo nhưng gã vẫn sống chết không thả hai chân nhảy lên thuận thế kẹp eo của hoa mỹ như leo trên eo nàng ta như ếch vồ mồi hai người đồng thời ngã đập từ trên tảng đá xuống dưới mặt đất thủ vệ ở cửa động đang hành lễ với người tới nữ vô song tới còn có cả một lão thái bà tóc bạc mi mắt bạc ngay cả khuôn mặt cũng màu trắng bệch, lưng còng chống gậy, chính là tuyết bà bà. Tiếng động của kinh biến phát sinh làm mấy người đều nhìn lại, kinh hãi. Xoay người trên đất, viên cương liều mạng muốn bẻ gãy cổ của hoa Mỹ như, hoa Mỹ như tập trung pháp lực chống đỡ, viên cương lại chậm chạp khó có thể đắc thủ. Gã vốn muốn ra đòn nghiêm trọng với hoa Mỹ như nhưng chờ thấy lữ vô song tới, bấm cổ tay của hoa Mỹ như rồi đột nhiên mò tới mặt của hoa Mỹ như, ngón tay móc lên. Hư, gầm lên giận dữ, hai ngón tay cố hết sức đâm vào hai con mắt của hoa mỹ như a à, hoa mỹ như hết thảm một tiếng trong hốc mắt là máu tươi dừng tay lữ vô song gầm lên nhanh chóng tới viên cương làm sao có thể dừng tay gã căn bản không trông cậy vào việc có thể còn sống trở về hoàn toàn là ôm tâm thái cùng chết gã đã nhân lúc hoa mỹ như bị đau buông lỏng phòng ngự hai tay ghim chặt cổ của hoa mỹ như dồn toàn lực xoay người vặn một cái khực một tiếng đầu của hoa mỹ như chuyển thẳng về phía sau một trường của Lữ Vô Song đánh vào người của Hoa Mỹ Như, pháp lực xuyên qua thân thể của Hoa Mỹ Như, bịch. Viên cương như một ngôi sao trổi bay ra ngoài, đụng vào thạch bích xa bên ngoài mấy trường làm đá vụn rơi lả tả, sau đó đập lên mặt đất, ói máu. Tuyết ba ba lẳng lặng đứng đó quan sát, không ngờ lần đầu tới đã có thể chứng kiến chuyện giống như chó điên này. Lữ Vô Song hạ xuống đất, chỉ thấy cơ thể Hoa Mỹ Như nằm ngửa trên đất nhưng khuôn mặt lại úp ở dưới đất, trong miệng đang tuôn từng ngụm máu tươi, tứ chi còn đang co quắp dù sao cũng là đồ đệ mình. Lữ vô song nhanh chóng quỳ một chân trên đất, khẩn cấp thi pháp cứu chữa nhưng vô dụng, người bị thương đã phải chịu công kích chí mạng, pháp lực rót vào cơ thể của người bị thương cũng không thể vận chuyển được nữa. Hoa Mỹ như kịch liệt giấy ruộng, tứ chi đang dần co quắp, hoàn toàn không còn động tính gì nữa, chỉ có máu tươi là vẫn đang chảy trên mặt đất. Gương mặt lữ vô song căng lên, hai tay quay đầu hoa Mỹ như lại, chỉ thấy hai mắt trên mặt đã biến thành hai lỗ máu, máu tươi đầy miệng, vô cùng thê thảm ngẩng đầu lên tức giận nhìn về phía viên cương mới rơi xuống đất, phát hiện ra hai tên thủ vệ sông lên đang bị một người ngăn cản, chính là tuyết bà bà. Lữ vô song chậm rãi đứng lên, lão yêu bà, bà muốn làm gì? Phi phi, sau khi chui ra từ đám đất đá, viên cương chậm rãi một lúc mới bỏ dậy, thở hồn hền, tóc tai bù xù, máu me cũng đầy mặt, thắt lưng dường như cũng không thể đứng thẳng, thân hình hơi lay động. Giờ tay lên cầm lấy kim thép đang cắm trên cẳng tay, dùng sức rút ra, len keng, rơi xuống đất hai tay lại mò xuống bụng đang dướm máu, cầm lấy mẩu nhỏ kim thép còn thò ra ngoài ở bụng, dùng sức nhổ ra bên ngoài. Ưm, ừ, trong mũi đau khổ rên lên một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Phát lực mạnh mẽ rút mấy cây kim thép còn lại, lại thuận tay ném xuống đất. người dường như đứng cũng không vững, chậm rãi lui lại tựa vào thạch bích kịch liệt thở hổn hển, nhìn thấy hoa mỹ như đã ngã trên mặt đất, trên mặt là nụ cười dữ tợn. Tuyết ba bà, bà không để ý tới lữ vô song, nhìn gã hỏi. Ngươi chính là viên cương. Viên cương thở hổn hển nói. Phải thì thế nào, ta đủ vốn rồi. Hai tay của tuyết bà bà khẽ động, thân hình cũng nhanh chóng lóe lên. Một tay túm lấy cánh tay của viên cương, nhanh chóng dẫn người đổi vị trí. Lữ vô song nhào lên nhưng thất bại, mặt nhìn tuyết bà bà mới rơi xuống đất, chỉ vào viên cương, lạnh lùng nói. Lão yêu bà, người muốn cướp người ở vô song thánh địa ta hay sao? Không sợ ta huyết tẩy băng tuyết thánh địa của người ư? Quải trượng trong tay Tuyết bà bà chỉ lên kim thép dầm dề máu trên mặt đất. Cướp người, lão thái bà ta cũng không dám, nhưng ngươi xem các người đang làm cái gì, nếu lão thái bà ta tới chậm một bước, người này sợ là cũng bị các người diệt khẩu rồi. Nếu lão thái bà ta đã gặp được, đương nhiên là phải giữ gìn lẽ phải. Bà ta hiện tại hoài nghi bên này không phải muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra mà là muốn giết người diệt khẩu, chỉ là không ngờ tới lại xảy ra ngoài ý muốn, bà ta kịp tới đây, bằng không nào có chuyện trùng hợp như vậy lữ vô song lạnh lùng nói bỏ người xuống ta cam đoan sẽ không giết hắn tạm gác lại sau để mọi người cùng nhau xử trí chuyện này tuyết bà bà nhìn thi thể trên đất cười hắc hắc người đã chợt lóe lên lôi viên cương lắc mình một cái ra khỏi động khẩu lữ vô song giận tím mặt nhanh chóng đuổi theo dẫn người lóe lên trong con đường dẫn ra bên ngoài động quải trượng của tuyết bà bà liên tục vung lên hơi nước trong không khí kịch liệt tụ tới hình thành từng lớp băng rất nặng ngăn cản ở phía sau thân thể bà ta Mau chóng đuổi tới, mấy giải lụa trong tay áo Lữ Vô Song bắn ra như ánh sáng kịch liệt nuốt vào nhà ra, lớp băng phía trước trong nháy mắt đã bị phá từng tầng, tiếng ầm ầm không dứt, nơi nàng ta đi qua, những khối băng bay tán loạn đều hóa thành bột mịn. Vừa ra khỏi sơn động, Tuyết Bà Bà kéo viên cương bay thẳng về phía chân trời. Khối băng phong bế cửa động ầm ầm vỡ tan, Lữ Vô Song ngẩng đầu nhìn lên, tay áo mở ra, bá một tiếng bắn về phía phía chân trời. Người trên mặt đất của Vô Song Thánh Địa đều ngẩng đầu lên nhìn sau đó tu sĩ ở trong động mới ra ngoài gào thét một trận. Nhanh chóng, mấy chục con tòa kỵ phi cầm mỗi con chở năm người nhanh chóng bay lên không, đuổi theo hướng mà Lữ Vô Song truy sát. Mang theo một người phi hành là trói buộc, mắt thấy phía sau Lữ Vô Song đuổi tới càng lúc càng gần, đang bay ngang bầu trời minh mông, tuyết bà bà đột nhiên ra một tiếng, quải trượng trong tay ninh không loạn vũ. chương 1903, thủ chát của Ly Cạc 1 không khí bốn phía dường như trong nháy mắt đã giảm nhiệt, không trung lại đột nhiên ngưng kết ra vô số bông tuyết bay bay. Sau khi tuyết bà bà vung quải trưởng về phía sau, vô số hoa tuyết đang nhẹ bay đột nhiên cuồng loạn bay về phía sau như vô số lưỡi dao xoay tròn. Sau đó lại có thêm hoa tuyết vô kể đông thành băng vào tới. Hai tay áo lữ vô song căng gió mở ra, có vài giải lụa đan vào nhau như thanh trùy nhanh chóng xoay tròn, người đang được hộ vệ bên trong trùy lụa, trong tiếng vỡ khe khẽ xuyên qua công kích băng tuyết tới từ phía trước. Loại công kích này không thể gây thương tích cho nàng ta, chỉ có thể làm trì trệ tốc độ phi hành của nàng ta một chút. Tuyết bà bà nhìn lại cười hắc hắc, lại nhìn viên cương đang còn dỉ máu trong tay. Tiểu tử ngốc, ngày hôm nay gặp được bà bà ta, coi như người mạng lớn. Bà ta khó có thể tưởng tượng được là do viên cương chủ động triển khai tấn công, vẫn cho rằng vô song thánh địa muốn diệt khẩu, bởi vì ngoài ý muốn nên không thể đắc thủ trước khi bà ta tới. Phía trước không chung là mây đen che trời, tuyết bà bà dẫn theo viên cương phi vào trong đó cơ thể lữ vô song bay nhẹ như tiên cực nhanh đuổi theo tới đó cũng gấp gáp vọt vào trong mây đen mây đen che trời không thấy rõ thứ gì xác thực vừa có gì đó đã bay qua khuấy động mây mù nhìn theo đường nhỏ rẽ mây phía trước nhanh chóng đuổi theo đột nhiên đang nhanh chóng đuổi theo thì lữ vô song chợt dừng lại mắt lạnh lẽo lướt nhìn đề phòng bốn phía nhiệt độ xung quanh đã chợt giảm xuống lại phù không nhanh chóng đi xung quanh ý thức được một vài vấn đề đây là một khu vũ vân chính là khu vực mà lão yêu bà đã thi pháp trong đầu mới vừa suy nghĩ, mây đen đã kịch liệt cuồn cuộn y hệt một cơn gió lốc, nhanh chóng có tiếng giết chẳng chịt kéo tới, vô số băng trủy phóng tới từ bốn phương tám hướng. Dưới mây đen, tuyết bà bà đột nhiên lóe lên mang theo vân cương nhanh chóng hạ xuống, vội vã độn vào sơn lâm thâm sử, mượn xây rừng trong vùng núi ẩn thân, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong mây đen chợt vang lên tiếng hùng ùng, vô số băng vụn rơi xuống, giải lụa bay phần phật, lữ vô song cũng như một con hồ điệp xinh đẹp bay ngược ra, lại từ trong cơn mưa băng vụn chợt xuất hiện, thoát khỏi phạm vi bao trùm của băng vụn, phù không quan sát bốn phía, tìm kiếm tung tích của mục tiêu. Đâu còn thấy được bóng người nào nữa, sớm đã không biết độn về hướng nào rồi. giơ tay lên cầm mảnh băng hiệt đặc biệt bền chắc, màu lam ánh lên, bên trên có chữ viết, người không dám độc chiếm, để ở chỗ người e rằng sẽ mất mạng, giao cho mọi người trong cửu gia xử trí, đừng đuổi nữa. Lão yêu bà, vẻ mặt lữ vô song phẫn hận, băng hiệt răng rác vỡ vụn trong tay nàng ta làm sao có thể không căm phẫn được còn chưa hỏi ra được vật mình muốn lại còn chết mất một đệ tử tiếp tục nhìn bốn phía chính xác là không thể tìm được tung tích của mục tiêu nữa chỉ đành lắc mình một cái quay về bay về hướng vô song thánh địa trên đường gặp được một đám tòa kỵ phi cầm khoan thai tới chậm lữ vô song xuyên qua đám đó một tiếng hét quanh quẩn trở về người đã đi xa đám người ngồi trên tòa kỵ phi cầm nhìn nhau lúc này ngay lập tức quay lại lắc mình rơi vào cửa động ngọc tàm Lữ vô song nhìn khối băng còn chưa hòa tan trên mặt đất, thân hình lóe lên lại bay vào bên trong động. Sau khi thâm nhập vào không gian dưới đất lại hạ xuống thi thể của hoa mỹ như, bộ ngực phập phồng một hồi, giọng căm hận nói. Đồ vô dụng, mất mặt xấu hổ, chết ở dưới mí mắt của tuyết bà bà chính xác đã làm nàng ta mất mặt. ngẩng đầu kín kén đang rát ở trên không, người dần dần phù không bay lên ngang tầm, tự tay gảy ra kiểm tra. Nàng ta quay lại đây không phải tới xem thi thể của đồ đệ mà là muốn xem cái kén này, có phần không rõ tại sao viên cương lại chạy được, chẳng nhẽ là do hoa mỹ như thả ra. Sau khi lộn tới phía rách ở trong, hiển nhiên là phá từ đây ra, đôi mắt nhìn kỹ từng vết tích sợi bị cắt, không phải xé, cũng không phải mổ ra, hơn nữa phá không theo quy tắc nào, có rất nhiều vết tích tầm ăn. Cắn ra, nàng ta chợt nhìn bốn phía, nhìn về phía ngọc tàm đang gặm ăn lá cây trên nhánh cây ở bốn phía, trong nháy mắt hiểu ra, vậy mà lại do ngọc tàm hỗ trợ cắn ra. Ngọc Tàm kết kén lại phá kén ra chính là bản lĩnh trời sinh, Ngọc Tàm có thể cắn đứt sợi tơ này cũng không có gì lạ. Nhưng Ngọc Tàm không thể vô duyên vô cớ giúp viên cương thoát khốn được, tất phải có nguyên nhân riêng. Ánh mắt của Lữ Vô Song lóe lên, nhanh chóng hiểu ra chuyện này, hơi có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng viên cương chỉ có thể điều khiển được bọ cạp, bây giờ thậm chí ngay cả Ngọc Tàm cũng có thể điều khiển được sao. Trong ánh mắt lóe lên sự suy tư, dường như có phát hiện mới. Yêu ma lính, trong một cái khe sâu, triệu hùng ca lục lọi trong một nơi u ám, như hữu đạo theo ở phía sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn con đường thông thiên ở phía trên đầu. Triệu hùng ca cuối cùng cũng dừng lại ở một góc đất giữa thạch bích, đào một lúc. Đào được một khoảng sâu nhất định, thì pháp hút một tảng đá lớn ra, một trường đánh vỡ vụn lộ ra một cái cháp kim loại ở bên trong. Nghiêu hữu đạo lập tức tới gần quan sát, mở cháp ra, bên trong có một cái túi giấy dầu bao một vật. Triệu hùng ca cầm lấy túi giấy dầu, ném chắp đi, lại mở mấy lớp giấy dầu gói cẩn thận ra, chỉ thấy một quyển trục kim loại màu cổ đồng. Nhìn vật đó, triệu hùng ca buông tiếng thở dài. Năm đó sau khi đồng ý với thánh nữ, ta đã bảo vệ vật này nhiều năm, ngày hôm nay cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Đưa cho Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo nhận vào tay, là một quyển trục chuyển động được, bên trên viết bốn chữ, ly ca thủ chát. Không khỏi hỏi, đây chính là ma điển, chỉ là một cách gọi mà thôi, nói ly ca thủ chát quá mức làm người ta chú ý. Triệu Hùng ca thuận miệng giải thích một câu, sau đó dạy hắn mở như thế nào, kéo vào thanh ngang là có thể rút được trang bìa ra, sau khi dồn lực vào thì trang bìa sẽ tự động cuốn trở lại. Như Hữu đạo vừa lôi ra nhìn đã phát hiện là một quyển trục kim loại mềm, do nhiều mảnh kim loại nhỏ nối liền mà thành, chế tạo vô cùng tinh tế, bên trên có khắc chẳng chịt chữ viết. Hắn nhanh chóng xem nội dung phía trên, Triệu Hùng ca thì đề phòng bốn phía. Nhìn chăm chú, Như Hữu đạo phát hiện ra lời mở đầu chính là vài loại bí pháp liên tiếp. Bạo thể thuật tập trung tu vi toàn thân đánh ra một kích, đây là thuật pháp đồng quy vô tận với kẻ địch. Có pháp môn mạnh mẽ hấp thu tu vi của người khác để nhanh chóng tăng cao tu vi, đây cũng là công pháp khi cần ứng phó nhanh với kẻ địch, cũng là pháp môn cá chết lưới rách, người thi pháp cũng khó tránh khỏi cái chết. Có pháp môn truyền tu vi của mình cho người khác, một khi thi triển phương pháp này, người thi pháp sẽ suy kiệt mà chết, người được lợi nếu không chịu nổi thì cũng sẽ bị nổ tung gân mạch mà chết. Còn có các loại phương pháp luyện chế nha tướng, Nói chung là nhiều vô số nhìn không hết được, Ngưu Hữu Đạo thầm kinh hãi, sau khi xem xong thuật pháp thì ngẩng đầu lên nói. Nhìn thì không thấy giống chính phái, đều là vài thuật pháp tà môn ma đạo hại người hại mình có thể học cấp tốc, nói là ma điển cũng không quá đáng. Triệu Hùng ca, theo thánh nữ nói, Ly ca để lại những thuật pháp này cũng là vì bảo vệ người cầm thủ chát, khi gặp phiền toái có thể khẩn cấp ứng phó. Ngưu Hữu Đạo, Ly ca đường đường là hoàng hậu của võ triều, không nên có những loại thuật pháp tà ma ngoại đạo này mới đúng. Triệu Hùng ca lắc đầu, không biết, điều này rất quan trọng sao. Nghiêu Hữu Đạo tiếp tục kéo quyển trục ra lần nữa kiểm tra, sau khi kiểm tra phía sau thì chính là một vài lời của Ly Ca để lại, làm hắn xem nhập thần. chương 1904, Thủ chát của Ly Ca 2 Ý đại khái là vì linh khí của thế gian mỏng manh, thương tụng vì truy cầu tu vi cao hơn mà đã phá toái hư không mở tứ vực, liên tiếp đã thông bốn thông đạo của thế gian, dễ dàng tu luyện linh khí. Sau đó thương tụng nhớ tới chuyện xưa, phá toái hư không mà đi, một đi không trở lại. Lyca cho rằng thương tụng không thể một đi không trở lại, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cuối cùng quyết định đi tìm thương tụng. Nhưng Lyca lại lo lắng mình cũng sẽ không về được, một khi không có mình áp chế, chỉ sợ tu sĩ trong thế gian sau khi quật khởi sẽ hám lợi mà làm hại nhân gian, vốn muốn chặt đứt thông đạo của vực thứ 5 để đoạn tuyệt việc dẫn nhập linh khí vào bốn vực, khiến tu sĩ của thế gian không có cách nào thịnh hơn được nữa. Nhưng năm vực liên tiếp là do thương tụng sử dụng tinh thần lực bày ra trận pháp tiếp dẫn, một khi bị tổn hại, sợ rằng nàng ta và thương tụng đều khó có thể định vị để trở về, ở đây lại còn có con nối dòng của bọn họ tồn tại. Vì lợi ích của một người lại làm hại nhân gian, Ly Ca đã hơi tiến hành thay đổi đại trận tinh thần của năm vực, hạn chế việc dẫn nhập linh khí vào trong đó. Cũng để lại tám vật kính, kiếm, xích, đỉnh, hoàn, châu, trượng, lệnh. Nếu Ly Ca không thể trở về lại có tu sĩ tàn sát nhân gian một cách bừa bãi, người được truyền thừa thủ chất có thể đi tới trầm phật địa lấy hoàn kích đỉnh trường minh bên dưới trường kích sẽ tự đưa vật tiếp dẫn tới đi theo nó có thể thấy được đài cao khảm lệnh bài vào có thể mở được mắt trận liên kết với bốn vực kiếm cắm vào mắt trận của nhân gian trượng nhập vào mắt trận của thiên đô bí cảnh châu khảm vào mắt trận của điệp cảnh xích nhập vào mắt trận của hồ tiên cảnh tinh thần đại trận của năm vực có thể băng giải có thể chặt đứt linh khí tu hành trong nhân gian để tu sĩ trong nhân gian bởi vì linh khí bị đứt đoạn mà dần dần suy thoái Người bình thường sẽ chiếm chủ đạo. Mặt khác, nếu gặp được chủ nhân của ngân điệp như hiện thế thì phải lập tức gặp người đó, đưa thủ chát này cho người đó. Cuối cùng Ly Ca cảnh cáo, sở dĩ bày ra một nhóm đoạt mệnh chiêu hồn trận là vì nếu người truyền thừa của thủ chát không tuân theo kỳ mệnh, sẽ có người trong kính tới giết người đó. Người trong kính, đoạt mệnh chiêu hồn trận, người trong kính, nhìn thấy câu cuối cùng, Như Hiếu đạo lẩm bẩm rồi chậm rãi khép quyền trục lại, vẻ mặt lại có chút ngần ngơ, lúc nói thầm đến đoạt mệnh chiêu hồn trận, hắn nghĩ tới tòa cổ mộ nào đó trời long đất lở, cũng nghĩ tới cái gương đồng giống y đúc thương kính đặt trong cổ mộ. Một nhóm đoạt mệnh chiêu hồn trận, một nhóm, lúc nói thầm tới hai chữ một nhóm, mặt nghiêu hữu đạo có vẻ hơi bất đắc dĩ, cười gượng. Đề phòng bốn phía, triệu hùng ca quay đầu, nhìn thấy thủ chát đã khép lại thì hỏi. Nói thầm cái gì thế, xem xong rồi sao? Ai, nghiêu hữu đạo ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Xem xong rồi, thương tụng và ly ca này rốt cuộc là ai? Triệu hùng ca, ta làm sao biết được, như hữu đạo dơ quyển trục kim loại lên một chút, trên này nói người thừa kế thủ chát hẳn không phải là thánh nữ của ma giáo, vì sao lại không chấp hành theo đó. Triệu Hùng ca, có một số việc đoán chừng ly ca cũng không dự liệu được con cháu của bà ta lại vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tương lai mà không cần biết bát bảo là bảo bối gì, cứ tranh đoạt đã rồi tính, dẫn tới người tiếp nhận thủ chát không có cách nào tập trung tám món đồ, sau đó thiên hạ đại loạn, tu sĩ dần dần quật khởi, người tiếp nhận thủ chát càng khó có thể làm được gì, cho nên mới mai danh ẩn tích sáng lập ra ma giáo, ý đồ mượn thế lực đó để hành động, cho đến bây giờ. Trước có một số việc ngươi hỏi ta, kỳ thực ta cũng không biết đáp án, ta cũng không biết nên giải thích với ngươi như thế nào, ta nào biết vì sao Ly Ca không để thủ chát này ở gần Thánh La Sát để ngươi có thể dễ dàng có được. Ngươi có thể hàng phục Thánh La Sát, nhìn thấy thủ chát này, chẳng nhẽ không biết nguyên nhân trong đó. Nưu Hữu đạo cười ha hả nói, đây đại khái là một loại khảo nghiệm đi. Nếu người không đạt được yêu cầu của bà ta thì không thể có được thủ chất này, chỉ có điều bà ta cũng thật dám chơi, không sợ thủ chát này sẽ bị sao ư. Triệu Hùng ca, cho dù mất tích, thứ của Ly ca có ai có thể hủy được sao? Chỉ sợ đều coi như bảo bối mà cất giấu, chỉ cần nhìn qua nội dung bên trong, nhìn thấy chủ nhân của Thánh La Sát xuất hiện sợ là đều sẽ không nhịn được mà chủ động tìm tới. Nghiêu Hữu đạo suy nghĩ một cái, nghĩ ra cũng phải, vui vẻ. Không hổ là người bảo quản ma điển, nghĩ rất sâu sắc triệu hùng ca khoát tay áo hỏi đoạt mệnh chiêu hồn trận cùng người trong kính là có ý gì còn nữa ở trong này nhắc tới tác dụng của bảy loại vật phẩm tác dụng của thương kính lại không hề nói tới cũng không biết có liên quan tới người trong kính hay không các thế hệ thánh nữ cũng không biết nó có ý gì người có thể có được thứ này vậy chắc có thể xem hiểu chứ như hữu đạo hiểu được tâm tình của gã bảo vệ một thứ đã nhiều năm như vậy kết quả vẫn không hiểu ra sao không tránh được việc muốn làm rõ ràng nửa cười nửa không hừ một tiếng một nhóm đoạt mệnh chiêu hồn trận là một nhóm đó. Nếu như người thừa kế thủ chát làm xong việc chặt đứt tinh thần đại trận định vị năm vực thì sẽ chấm dứt mọi chuyện, người trong kính cũng sẽ không xuất hiện, nếu không. Có thể sẽ xuất hiện người tiếp theo thay thế bổ sung, cho tới khi việc đó thành công mới thôi. Triệu Hùng ca khó hiểu, tức là sao, ta nào biết là sao đâu, như Hữu đạo suy một tiếng, lại gõ gõ quyển trục kim loại trong tay. Ta hỏi ngươi, năm vực, nhân gian, điệp mộng huyễn giới, thánh cảnh, thiên đô bí cảnh, trong bốn khu này thì trầm Phật địa là nơi quỷ quái nào? Sao ta lại chưa nghe nói tới nó? Còn có cả vật tiếp dẫn khua chiêng gõ trống đưa tới lại là cái quỷ gì? Triệu Hùng ca, Thánh Nữ nói, trầm Phật địa chính là sa mạc vô biên. Ngưu Hữu Đạo nghi ngờ nói, truyền thuyết vùng đất quan trọng thời kỳ Phật giáo còn hưng thịnh, sau khi bị cát vàng bao phủ chính là trầm Phật địa. Nói cách khác sa mạc vô biên chính là nơi đi thông với vực thứ năm. Ở trong giới tu hành nhiều năm, hắn chưa từng nghe nói tới vực thứ năm. Triệu Hùng ca, trên thủ chát viết như vậy, chắc là thế. Chỉ có điều đã nhiều năm như vậy chưa có ai phát hiện ra, đoán chừng có liên quan tới vật tiếp dẫn kia, không tìm được vật tiếp dẫn sẽ không vào được vực thứ năm. Dựa theo ghi chép trên thủ chát, nói cách khác, phải lấy được thôn thiên hoàn và sơn hà đỉnh trước mới có thể tìm được vật tiếp dẫn. Như hữu đạo trần trừ, thôn thiên hoàn là thần khí chấn quốc của vệ quốc, sơn hà đỉnh là thần khí chấn quốc của Hàn Quốc, có thể lấy được hay không chưa nói tới, chỉ là sa mạc vô biên có thể có vật tiếp dẫn gì. Triệu Hùng ca, chuyện cũng không biết được, trước khi Lâm Trung Thánh Nữ cũng không đề cập. Theo lý thuyết, sa mạc vô biên có bỏ cặp hoành hành, cũng khó có vật gì có thể sống lâu ở đó. Còn nữa, tiến vào vực thứ năm phải có thông đạo, ta nghi ngờ vật tiếp dẫn có phải chính là thông đạo lợi dụng thôn thiên hoàn và sơn hà đỉnh mới có thể mở ra để tiến vào vực thứ năm. Như hữu đạo hoài nghi, vật tiếp dẫn chính là thông đạo có thể hiểu như vậy sao? Triệu hùng ca, trừ đó ra thì nó còn có thể là cái gì? Tu sĩ lui tới không thể nào vẫn ở lại sa mạc vô biên đợi người tới lấy đỉnh được, sa mạc vô biên ngoại trừ người chính là bò cạp, không phải người cũng không phải thông đạo, chẳng lẽ lại là bò cạp sao? Bò cạp, như hữu đạo đột nhiên giơ tay lên, dường như nhớ ra cái gì, ánh mắt liên tục lóe lên. Trầm Phật Địa, Triệu Hùng ca cũng đã nhìn ra, chờ tại chỗ, không quấy rầy hắn suy nghĩ. Chương 1905, vật ấy sát khí nặng nề. Một hồi lâu sau, Nưu Hữu Đạo từ từ nói: "Ta nhớ ra rồi, Viên Cương từng nói với ta, hắn từng khống chế hạt hoàng tiến vào sa mạc vô biên, ở nơi chìm ngập cát vàng phát hiện ra di tích Phật giáo, lẽ nào vật tiếp dẫn chính là hạt hoàng?" Triệu Hùng Ca hơi cân nhắc, "Chuyện này, bỏ gặp khác cũng có thể chui xuống đất, chưa chắc là hạt hoàng đâu." Thấy sắc mặt hắn hơi nghiêm trọng không khỏi hỏi lại, "Làm sao vậy, Nưu Hữu Đạo, ta đang suy nghĩ." nếu thật là hạt hoàng, lữ vô song lộ diện ở sa mạc vô biên, thậm chí tìm viên cương muốn có hạt hoàng, sau đó lại cướp viên cương từ thánh cảnh đi. Lữ vô song có phải đã biết chút gì đó không? ngẩng đầu hỏi, nội dung trên thủ chất này ngoại trừ các thế hệ thánh nữ và người ra thì có ai đã biết được chưa? Triệu hùng ca lưỡng lự, theo lý thuyết, hẳn là không có. Nghiêu hữu đảo, tại sao ô thường lại biết tới sự tồn tại của ma điển? Nói tới đây, trong thần sắc của triệu hùng ca có vài phần buồn bã. Hắn vốn có dã tâm bừng bừng, một lần thánh nữ cầu nguyện đã bị hắn nghe được, ban đầu thánh nữ cũng không biết chuyện, vẫn là do sau đó ô thường lại đòi ma điển, tự hắn nói ra. Thánh nữ chết, bề ngoài là bởi vì ta, trên thực tế là bởi vì ô thường đòi lấy ma điển, bị ô thường bức tử. Thì ra là thế, ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo rơi vào quyển trục kim loại, được giải đáp một chút nghi hoặc, nhưng vẫn còn những nghi hoặc khác. Đại khái hắn đã hiểu vì sao Ly Ca không nói rõ tại sao thủ trách phải cho chủ nhân của Thánh La Sát, vì sao không nói rõ người trong kính là như thế nào. Bởi vì không phải cần nói rõ, vốn cũng không phải là chuyện mà những người khác nên biết, người thủ hộ thủ chát chỉ cần nghe theo là được, mà người trong kính tới sau, nhìn thấy thủ chát tự sẽ biết mình phải làm những gì. Ở một mức độ nào đó, đây chính là đang bảo mật, chính là đang dự phòng hậu nhân thủ hộ thủ chát gặp phải người gây rối chính là đang bảo vệ người trong kính. Đại khái ly ca cũng không nghĩ tới, vì bảo vệ thủ chát, người thủ hộ lại phải làm thánh nữ để bảo đảm tính thuần khiết khi bảo vệ, cho nên mới được bảo vệ nhiều năm như vậy không xảy ra vấn đề gì. Còn như người truyền thừa của thủ chát không tuân theo di mệnh của Ly Ca thì sẽ tự có người trong kính tới giết, đây là đang hù dọa sao? Đây cũng không phải là hù dọa, đây là thủ đoạn của Ly Ca, phàm là người thủ hộ đã xem qua thủ chát, một khi làm sằng bậy tất sẽ phải sợ người trong kính xuất hiện, cũng tất phải trở thành kẻ địch với người trong kính. Còn người trong kính này cũng là người có được truyền thừa của thương tụng. Tuy là người định không bằng trời định, nhưng ly ca này quả thực khá có tâm cơ. Có một vài chuyện nghiêu hữu đạo chưa hiểu, vì sao ly ca chắc chắn được người trong kính tới sau nhất định sẽ làm theo thủ chát. Bằng không sao không giao thẳng thủ chát cho người trong kính, không phải sẽ đảm bảo được rằng người trong kính sẽ thi hành theo hay sao. Một chuyện không có lợi ích, vì sao người trong kính lại phải làm theo, vì sao phải đoạt tuyệt con đường tu hành phía trước của mình. Lúc này, dường như nghiêu hữu đạo đã tâm ý tương thông với ly ca rồi. Thấy được cái này, dường như ly ca biết người đến sau khi nhìn thấy thủ chất thì sẽ hiểu ra cái gì đó như hữu đạo mơ hồ cảm giác được ly ca còn để lại cái gì đó cho hắn mà đáp án thì phải sau khi thực hiện mới biết được rốt cuộc là cái gì như hữu đạo ngứa ngáy trong lòng thấy được thủ chất này thì có thể hiểu rõ được câu đố thần khí trấn quốc của bảy nước rồi ly ca đang dở trò quỷ gì đây không phải là gây sự sao như hữu đạo lẩm bẩm một câu sau khi hết tâm tình tiêu cực khi nghĩ tới chuyện của thánh nữ triệu hùng ca lại nói Người đã thấy ma điển, biết được tầm quan trọng của thứ này, một khi thứ này rơi vào tay ô thường, một khi ô thường tập hợp được tám thứ đó còn không biết sẽ gặp phải hậu quả gì. Nghiêu hữu đạo phục hồi lại tinh thần, buông tiếng thở dài. Không nghiêm trọng như người nghĩ đâu, ta thấy thứ này đối với người có dã tâm bừng bừng thật ra không có tác dụng gì, hắn gom đủ tám thứ rồi sẽ làm thế nào. Hắn có thể hủy diệt thông đạo của ngũ giới, chặt đứt con đường tu hành sau này của mình hay sao? Hắn bỏ được sao? Trước khi chưa làm rõ được một số chuyện, hắn không thể hủy tám thứ đó được. Triệu Hùng ca hơi trầm lại, suy nghĩ một chút thì không phủ nhận, nhưng vẫn nhắc nhở. Phía trên này còn ghi chép cặn kẽ bí pháp luyện chế nha tướng, một khi ô thường có được, bí mật binh phù của thương thuộc thanh sợ là không giữ được nữa, người đã nghĩ tới hậu quả chưa? Như hữu đạo xoay thứ trong tay, ta thấy binh phù không dễ mà sở hữu được như vậy đâu, với tay nghề của ta, sửa đổi thứ này một chút, ô thường chưa chắc có thể nhìn ra ánh mắt của triệu hùng ca sáng ngời ý ngươi là nói ngươi có biện pháp làm giả ma điển để lừa ô thường giả hư như hữu đạo hỏi ngược lại một câu bỗng nhiên buồn cười nói ngươi nghĩ ô thường là kẻ ngu sao hắn sẽ xác minh và nghiệm chứng thật hay giả hắn thử một lần là biết giả có thể lừa được sao chỉ có thể cho hắn đồ thật ta chỉ muốn sửa một vài chữ riêng biệt mà thôi sắc mặt của triệu hùng ca nghiêm lại nếu ngươi đã nhận đồ theo lý thuyết đồ là của ngươi ta không nên can thiệp nữa nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta vẫn là câu nói đó, nếu đổ rơi vào tay ô thường còn chưa biết sẽ gặp phải hậu quả gì. Ngươi nên duy trì sự tỉnh táo lý trí, vì một viên cương, làm như vậy có đáng giá không? như hữu đạo quơ đồ trong tay, có một vài thứ cầm khư khư trong tay mình chưa chắc có thể phát huy giá trị lớn nhất. Tin ta đi, ly ca không phải hạng người hữu nghị, để lại cũng không phải bảo vật may mắn gì, vật này sát khí nặng nề, chỉ có người nguyện ý vâng theo di mệnh mới là chủ nhân chân chính của nó đây không phải thứ mà ô thường nên cầm, ô thường không có phúc hưởng thụ. Triệu hùng ca nhìn hắn một hồi, cuối cùng than thở. Chỉ mong ngươi nói là thật, ngươi chuẩn bị trao đổi với ô thường như thế nào. Nghiêu hữu đạo, đương nhiên là do ngươi đi. Triệu hùng ca ngạc nhiên, ta đi, nghiêu hữu đạo, ngươi không đi thì ai đi, chẳng nhẽ còn muốn ta đi hay sao. Những người khác đều không thích hợp, ngươi là người giữ đồ, người giao ra đương nhiên mới là thích hợp nhất. Chờ ta sửa đổi xong, ngươi đi nói với hắn. Triệu Hùng ca, ta nói với hắn thế nào? Ta dựa vào cái gì mà lấy mà điển ra để cứu Viên Cương, chuyện này có quá nhiều sơ hở, nhất định sẽ làm Ô Thường hoài nghi. Ngưu Hữu Đạo nói như đương nhiên, sở dĩ Viên Cương có thể không chút dính dáng gì rời khỏi thôn Tiểu Miếu bởi vì hắn là cô nhi, còn trước khi Lâm Trung Sở dĩ Đông Quách Hạo Nhiên chạy tới thôn Tiểu Miếu, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Viên Cương là con trai của người đó. Con ta? Triệu Hùng ca mờ mịt, có ý gì? Ngưu Hữu Đạo ý là vì cứu con trai ngươi đó. Triệu Hùng ca lơ ngơ, chuyện này là thế nào nữa đây? Không biết rõ cũng chẳng sao, như hữu đạo tự nhiên sẽ làm cho gã hiểu rõ, lúc bắt đầu quyết định, tất cả đều đã tính xong rồi. Trở lại phủ thành Nam Châu, như hữu đạo liền chui vào trong mật thất, bảo Quản Phương Nghi lặng lẽ chuẩn bị một vài thứ đồ linh tinh. Quản Phương Nghi không biết hắn đang làm cái gì, như hữu đạo cũng không để cho nàng xem. Ngày tiếp theo, phân cơ lại truyền tới một phong mật thư, thư của Sa Như Lai truyền tới. Sa như lai báo rằng viên cương giết đồ đệ hoa Mỹ như của Lữ Vô Song, may mắn được tuyết bà bà đúng lúc cứu đi, bây giờ viên cương lại bị giam trong vấn thiên thành, đang chịu thẩm vấn của phiêu miểu các. Lần này cửu thánh đạt thành hiệp định, không có cửu thánh nhất trí đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không được mang viên cương đi nữa. Đồ hỗn hào, chương 1906, con trai của Triệu Hùng các một Xem qua thư, như Hiếu đạo lại tức giận vỗ bàn, hắn ở đây nghĩ hết cách đi cứu, viên cương lại giết hoa Mỹ như, hiện tại ngay cả hắn cũng không biết ô thường nên làm thế nào mới có thể giải quyết được việc này đệ tử của lữ vô song một trong cửu thánh há có thể mặc cho người ta tùy tiện sát hại chỉ sợ những người khác trong cửu thánh cũng không có cách nào nói nổi hắn liền cảm thấy kỳ quái dưới tình huống viên cương bị bắt đồ ngu hoa mỹ như kia sao lại bị viên cương giết được không có cách nào hiện tại hắn không có cách nào cứu người từ tay cửu thánh chỉ có thể gửi hy vọng vào ô thường tin rằng ô thường sẽ vì ma điển mà không từ thủ đoạn cũng có thể quyết không từ thủ đoạn, việc này phải nhanh chóng, ít nhất phải cho ô thường tranh thủ thời gian phản ứng. Hiện nay việc này cửu thánh đã đạt thành hiệp định, còn phải tranh thủ kiếm cớ cho ô thường nữa. Đại la thánh địa, trong hiên các, vương tôn giao một phong mật thư cho Sa Như Lai. Ngồi ngay ngắn sau án kiện, Sa Như Lai mở ra xem, chỉ thấy trong thư có hai chữ, nhanh chóng. Chính là bởi vì đơn giản, hắn mới cảm nhận được trọng lượng của hai chữ này, hít sâu một hơi, hỏi. Chuyện này chuẩn bị thế nào rồi? vương tôn hẳn là không có vấn đề gì nữa rồi xa như lai không thành vấn đề thì hãy bắt đầu đi hành sự cẩn thận thiên ma thánh địa trong ma cung ô thường đứng ở cửa động của vách núi thẳng đứng hắc thạch đi tới hành lễ ô thường cũng không quay đầu lại tình huống thế nào hắc thạch rất mạnh miệng đã hành hạ không còn hình người cái gì cũng không nói phiêu miểu các chuẩn bị sử dụng khổ thần đan ánh mắt của ô thường nhìn về phía xa người không thể nói ra được việc này phiền phức đây nếu vọng động sẽ làm cho đám lão quỷ kia nghi ngờ vô căn cứ đang lúc này có người truyền tin tới hắc thạch nhận thư sau khi xem thì kinh ngạc ngẩng đầu lên nói thánh tôn yêu ma lĩnh truyền đến tin tức triệu hùng ca nói muốn gặp ngài còn muốn ngài mau tới đó tóc dài ô thường hất một cái bỗng quay đầu nhìn ánh mắt hơi lóe ra chợt lắc mình một cái bắn về phía phía chân trời phía sau núi thuộc ma cung của yêu ma lĩnh đài lộ thiên bên ngoài sườn núi trước cửa động Triệu Hùng ca nâng chân ngồi ở vách đá, gió núi lồng lộng, ôm bầu rượu trầm chậm, chậm uống, nhìn mây đen không tiêu tan ở phía xa, phía dưới thỉnh thoảng tỏa ra trùng sáng kỳ quái. Một thân ảnh dáng từ trên trời xuống hạ xuống cửa động, tóc dài bay theo gió, chính là ô thường. Triệu Hùng ca cũng không quay đầu lại, uống rượu rồi nói một câu. Tới đây, ô thường, không phải ngươi muốn gặp ta sao? Triệu Hùng ca, tốt xấu gì cũng là một trong cửu thánh thiên hạ trí tôn, thật đúng là ngoan ngoãn, bảo ngươi tới thì ngươi liền tới nhìn cái hang đen như mực lại nhìn nam nhân nhếch nhác ở vách đá, ô thường lạnh lùng nói. Tốt xấu gì cũng là nam nhân mà thánh nữ nhìn chúng, ma giáo cũng không bạc đãi ngươi, trong ma cung không có đất dung thân cho ngươi sao. Tội gì lại biến mình thành cái dạng nghèo kiết xác này. Triệu hùng ca than thở, ta cũng là không có cách nào khác, trong ma cung ai biết có bao nhiêu cơ sở ngầm của ngươi, vẫn là sống một mình tự tại hơn chút. rót rượu vào miệng, tay áo lau miệng nấc một cái, nói. Đồ đang ở trong tay ta, Ánh mắt của ô thường chấn động khựng lại nhìn bóng lưng của gã, từ từ nói. Ta đã sớm biết đồ ở trong tay ngươi rồi, thì sao? Rốt cục đã nghĩ thông suốt bằng lòng giao ra đây rồi ư. Triệu hùng ca tự tay vỗ vỗ mặt đất, nào, qua đây ngồi, ô thường không có động tính, từ trên cao nhìn xuống, có phần không biết tên này đang muốn dở trò quỷ gì. Triệu hùng ca quay, đầu lại nhìn, cười hắc hắc, thánh tôn như ngươi đã nhiều lần đe dọa ta rồi, ta không sợ ngươi, ở trước mặt ta tỏ ra tự cao tự đại có ý nghĩa gì chứ ở đây cũng không còn những người khác nữa qua đây uống rượu với ta ánh mắt của ô thường lạnh lẽo nhưng cuối cùng vẫn dịch bước đi tới vách đá thấp ngồi xuống hai chân cũng thò ra bên ngoài nhìn về phía quang ảnh phía trước còn khá biết chọn chỗ đấy không ngờ phong cảnh ở đây cũng không tệ lắm triệu hùng ca ngươi đã ở đây nhiều năm như vậy phong cảnh như này ngươi không thể chưa nhìn thấy được chỉ là ngươi chưa bao giờ ngồi xuống quan sát nó không nhìn thấy sự tốt đẹp chẳng phân biệt được đúng sai, thậm chí là vô tình vô nghĩa, chỉ lo đi về phía trước, sống còn có ý nghĩa sao? ô thường, người người là đau thất, ta là cá thịt, lẽ nào chính là tốt đẹp? nếu ta không ra mặt, ma giáo năm đó sớm đã bị người ta tiêu diệt, còn có thể tồn tại tới bây giờ ư? cái gì là đúng, cái gì là sai? bây giờ, cho dù là phong cảnh gì ta muốn xem thì xem, không muốn xem thì sẽ không xem, người cảm thấy ta sống có ý nghĩa không? triệu hùng ca Ngươi cũng là người lớn nên trong chuẩn tắc đạo đức của thế gian này, không phải sinh ra trong kẽ đá, hại chết thánh nữ, mưu hại nghĩa phụ của mình, tàn sát đồng môn, lẽ nào không có chút hổ thẹn nào ư? Trong ánh mắt của ô thường lóe lên sự thâm trầm, ta tới đây không phải để đàm luận nhân sinh đạo lý với ngươi. Giao ma điển ra, ta sẽ cho phép ngươi tiêu diêu tự tại, nếu ngươi sợ ta nuốt lời, muốn cái gì để bảo đảm thì cứ việc nói. Triệu hùng ca đưa bầu rượu ra, nếm thử đi, mùi vị không tệ, Ô thường thuận tay đẩy về, tự ngươi chậm rãi mà uống đi. Triệu Hùng ca nói diếu, làm sao, sợ ta hạ độc ư. Rốt cuộc đã quyết định, gã được thả lỏng không ít, lại có lòng nhân cơ hội này thoải mái một chút. Ô thường lật bàn tay một cái, bịch, hồ lô rượu trên tay Triệu Hùng ca trong nháy mắt tự nổ tung, rượu đổ ào xuống dưới vách núi, mùi rượu tỏa bốn phía. Ngón tay chỉ vật đã vỡ tan rơi xuống vách núi, cảnh cáo. Nếu như ngươi chỉ gọi ta tới đùa giỡn thì cái giá phải trả sẽ rất thê thảm. Triệu Hùng ca chợt quay đầu hỏi, "Có phải ngươi thật sự không gì không làm được không?" "Ô Thường, rốt cục ngươi muốn làm gì?" Triệu Hùng ca chợt phiền muộn thở dài, "Giúp ta cứu một người." "Cứu người?" Ô Thường lại có phần bất ngờ. "Cứu ai?" "Triệu Hùng ca, con ta." Ô Thường rõ ràng là cảm thấy bối rối, thật sự tưởng là mình nghe lầm, hỏi lại, "Ai cơ?" Triệu Hùng ca liếc mắt, "Con ta." Trong lòng nói một câu, tên khốn như hữu đạo này. Thân sắc của Ô Thường không có cách nào hình dung được thân phận là một trong cửu thánh người thường thấy đủ chuyện cũng không có cách nào dằn sự hiếu kỳ hừng hực trong lòng xuống ai là con trai của ngươi triệu hùng ca viên cương thân sắc của ô thường nhất thời đặc sắc đó là con trai của người này thật hay giả trước đó đã hoài nghi viên cương có quan hệ với người này chẳng lẽ là thật hắn đã nhiều lần thẩm vấn gã ta dường như muốn nhìn thấu triệu hùng ca vậy thấy hắn không nói lời nào triệu hùng ca ta chỉ hỏi ngươi một câu có thể làm được hay không đây nào phải chuyện có thể làm được hay không ô thường nghi ngờ nói triệu hùng ca người đùa gì thế tại sao hắn có thể là con trai ngươi được triệu hùng ca có cái gì mà không thể chuyện này ta còn phải bẩm báo với ngươi hay sao ô thường nhìn gã tuổi tác không khớp thánh nữ đã chết bao nhiêu năm rồi chứ triệu hùng ca không phải ta cùng thánh nữ uống rượu mắt nhìn chằm chằm vào vết tích hồ lô rượu bị vỡ trên tay có đôi khi quả thực là sẽ làm hỏng việc tâm tính ô thường cẩn thận con trai ngươi được nuôi lớn ở trong một sơn thôn nhỏ. Triệu Hùng ca, còn không phải do ngươi ép ư? Ta dám để lộ cho ngươi biết sao? Sao lại thấy nó chậm rãi lớn lên, rốt cục quyết định sắp xếp ở thượng thanh tông, lúc đó phó thác cho Đông Quách Hạo Nhiên, ai ngờ Đông Quách Hạo Nhiên không thể an toàn thoát thân, trọng thương của nó là do ngươi phái người tạo thành nhỉ? Ô thường không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nhìn gã. Triệu Hùng ca liếc hắn một cái, tiếp tục nói, chương 1907, con trai của Triệu Hùng ca 2. Ngươi cho rằng vì sao Đông Quách Hạo Nhiên lại đột nhiên chạy tới thôn Tiểu Miếu nhận Ngưu Hữu Đạo làm đệ tử. Đông Quách Hạo Nhiên chạy tới thôn Tiểu Miếu vốn là muốn tìm viên cương, ai ngờ thôn Tiểu Miếu vừa vặn lại gặp phải quan phỉ đánh cướp, bách tính còn may mắn sống sót không biết đã trốn đi nơi nào. Đông Quách Hạo Nhiên thân chịu trọng thương không còn tinh lực tiếp tục đi tìm nữa, vừa may gặp Ngưu Hữu Đạo, vì vậy Ngưu Hữu Đạo mới tới Thượng Thanh Tông. Vốn còn muốn giao phó viên cương cho đường mục, ai ngờ đường mục cũng xảy ra chuyện. Có một số việc ngoại trừ đông quách hạo nhiên và đường mục ra cũng không tiện để những người khác trong Thượng Thanh Tông biết được, việc này liền tạm thời gác lại đó. Người cho rằng tại sao sau đó Nghiêu hữu Đạo lại dẫn Viên Cương ra? Vì sao hắn không dẫn theo người khác mà lại nhất định là Viên Cương? Vì sao lại coi Viên Cương như huynh đệ? Đó cũng là vì ta đã phân phó cho Nghiêu hữu Đạo. Sau đó tại sao ta lại ra tay giúp Mao Lư Sơn Trang? Cũng là bởi vì chuyện này, hợp tình hợp lý, ngoài miệng ô thường mặc dù không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy một vài nghi hoặc đã được giải đáp nhưng cũng không phải tất cả nghi hoặc đã sáng tỏ hỏi tiếp công phu cổ quái trên người viên cương là tới từ ma điển triệu hùng ca lắc đầu trên ma điển đều là vài pháp môn đường ngang ngõ tắt làm sao ta có thể truyền thụ cho con trai của mình quan trọng nhất là viên cương trời sinh không thích hợp với việc tu luyện có vài thứ cũng không có cách nào tu luyện được công phu mà nó luyện đến từ đoán thể thuật năm đó ta có được từ thánh nữ thượng thanh tông đột nhiên gặp chuyện không may hai vị sư huynh đều chết hết đã không tiện tiếp tục giao phó cho thượng thanh tông nữa vì vậy ta giấu thân phận tìm được nó lấy thân phận là người đi đường hữu duyên gặp được mà truyền công phu kia cho nó căn bản là hy vọng nó có thể cường thân kiện thể có thêm năng lực tự vệ ta cũng không ngờ sau nó lại có thể luyện ra được một vài thành tựu không tưởng được như vậy ô thường nghe xong ánh mắt từ từ khựng lại trước kia hắn đã từng bày kế với ngưu hữu đạo có vài tình huống quan hệ giữa ngưu hữu đạo và viên cương hắn đương nhiên là biết Căn cứ vào một vài tình hình nắm được, Đông Quách Hạo Nhiên thật sự là bị trọng thương đi tới thôn Tiểu Miếu, rơi vào đường cùng mới nhận Ngưu Hữu Đạo, thôn Tiểu Miếu kia lúc này mới có một người mang theo một bộ thi thể tới Thượng Thanh Tông, bởi vậy có thể thấy được lúc đó Đông Quách Hạo Nhiên không có biện pháp khác, chọn lựa trong sự bất đắc dĩ. Mà lúc Đông Quách Hạo Nhiên chạy tới thôn Tiểu Miếu cũng đích xác là gặp phải quan phỉ cướp sạch. Còn nữa, Viên Cương cũng đích xác là sau khi Ngưu Hữu Đạo tới Thượng Thanh Tông thì mới bắt đầu thay đổi, lại có thể khai khiếu bắt đầu tu luyện thuật cường thân kiện thể, hẳn là triệu hùng ca này ở sau lưng dở trò thảo nào không tiếc bại lộ quan hệ với nghiêu hữu đạo cũng muốn giúp mao lư sơn trang ứng phó với nguy cơ trước kia nói cho cùng đều là đang vì con trai của mình thật tình không biết đây đều là nghiêu hữu đạo chuẩn bị tỉ mỉ cho triệu hùng ca nghiêu hữu đạo là ai có thể đột nhiên quật khởi không phải người chỉ biết ngồi không tỉ mỉ chuẩn bị không có chút khe hở nào lúc dùng tới tất nhiên là hữu dụng trong miệng triệu hùng ca tràn đầy sự bất đắc dĩ nhưng trong lòng cũng thật sự bất đắc dĩ không biết đã nguyền rủa ngưu hữu đạo bao nhiêu lần rồi, mình tự nhiên lại lòi ra một đứa con trai. Trong lòng ô thường bỗng nhiên thoải mái nói lại chuyện xưa. Thánh nữ chết, ngưu hữu đạo cũng đã chết, người tìm ra hai người không thể trực tiếp làm chứng, bảo ta tin tưởng thế nào. Triệu hùng ca, còn cần đối chứng ư, ta đã nói đến nước này, chẳng lẽ ngươi không biết ta muốn làm gì? Ô thường thử hỏi, ngươi muốn lấy ma điển ra trao đổi. Triệu hùng ca quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kiên định, gần từng chữ người cứu con ta, ta cho ngươi ma điển, làm được hay không? Ô thường hơi trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía xa. đổi lại là lúc bình thường thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng bây giờ thì hắn rất khó nói ra một tiếng đồng ý. cho dù sớm hơn một chút thôi thì đã dễ hơn rồi, nhưng hiện tại Viên Cương đã giết đệ tử của Lữ vô song, trong cửu thánh cũng đã đạt thành nghiệp nghị, bảo hắn cứu thế nào đây? đương nhiên hắn cũng biết, đổi lại là lúc bình thường, nếu Viên Cương không xảy ra chuyện như này thì Triệu Hùng Ca không thể nào nhờ tới hắn. Hắn cũng không thể nào biết được bí mật này. Sau khi cân nhắc nhiều lần, lại quay đầu. Trước tiên ta phải xác nhận ma điển là thật hay giả đã. Triệu Hùng ca lắc đầu. Ô thường, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy. Người đâu phải thứ tốt đẹp gì. Người cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của người ư. Người yên tâm, trừ phi thứ thánh nữ cho ta là giả. Nói chung, chỉ cần ngươi cứu người, đồ ta giao cho ngươi nhất định là thứ mà thánh nữ cho ta. Bằng vào thế lực và thực lực của ngươi người có thể cứu người cũng có thể giết người, người lấy được đồ rồi còn sợ không biết được thật giả ư. Ta không cần phải lừa ngươi làm gì, ô thường cũng đau đầu, việc này không dễ làm, con trai ngươi đã giết đệ tử của Lữ Vô Song, bây giờ bị Liên Hợp trông giữ. Nói đến đây, hắn không nhịn được lần nữa quan sát Triệu Hùng ca một lượt. Khoan hãy nói, tướng mạo của hai cha con nhà này thoạt nhìn thì không giống nhưng tính cách thì đúng là giống y hệt. Năm đó Triệu Hùng ca nhận hết hành hạ cũng không chịu khai báo, hôm nay Viên Cương cũng như vậy, đối mặt với uy hiếp như thế, đau khổ cùng áp lực đè người nhưng xương vẫn cứng như vậy, thật đúng là không phải trùng hợp, xem ra thật đúng là cha nào con nấy. Hắn đã tin viên cương chính là con trai của Triệu Hùng Ca, lời nói dối do Nghiêu Hữu Đạo tạo ra có thể ăn khớp là một chuyện, nguyện lấy ma điển ra để trao đổi càng là bằng chứng đanh thép hơn. Nếu không phải là vì cứu con trai ruột, ô thường không tin người này có thể lấy ma điển ra. Triệu Hùng Ca, ta đã nghe nói tới việc này, biết nó đã rơi vào tuyệt cảnh, nếu không sao lại tìm ngươi có đồng ý không nếu không đồng ý cho dù ta chết ngươi cũng đừng mơ có được ma điển có thể không đồng ý sao bởi vì ô thường hắn muốn nhưng tình huống trước mắt giữa cửu thánh đang ngăn cản lẫn nhau hắn lại không có cách nào bảo đảm một cách chắc chắn trong lòng có thể nói là dối bời trước nằm mơ cũng không nghĩ tới viên cương lại là con trai của triệu hùng ca nếu sớm biết triệu hùng ca có một sự uy hiếp lớn tồn tại như thế thì đâu đến nỗi như này có một số việc hối hận cũng không có tác dụng gì trước đó cũng không thể suy nghĩ theo hướng này được ai có thể ngờ người luôn một lòng thâm tình với thánh nữ như triệu hùng ca lại có con với nữ nhân khác ai có thể ngờ tới được hắn chậm rãi thu chân đứng lên việc này phải đợi ta xem tình huống chút rồi nói sau triệu hùng ca ngươi hãy nghe cho kỹ ta không phải bảo ngươi tạm thời mang người ra ứng phó với ta trong một lúc sau khi lấy được đồ lại để nó đi chịu chết không phải ra vẻ với ta cái ta muốn chính là nó được bình an vượt qua kiếp nạn này, bên thánh cảnh sẽ không ai tiếp tục tìm nó để gây sự nữa, ta hy vọng cuộc đời này của nhi tử ta sẽ bình an. Bằng không bí mật ngươi có được vật đó không giấu được, người giết ta cũng không có tác dụng, người nên biết đó là hậu quả gì. Chuyện đó, ô thường há có thể không biết, bằng không hắn đại khái có thể tạm thời túm viên cương ra ứng phó một lúc, lấy được đồ thì làm thịt thằng nhãi này, sau lại đưa viên cương trở về là được. Ngươi là đang quan tâm xem ta có thể cứu được con trai ngươi ra hay không đi. Cô thường lạnh lùng nói một câu, đối mặt với sự uy hiếp như vậy, trong lòng lại dâng lên sát khí. Chương 1908, bắt đầu có lời đồn. Có một số việc cũng chỉ có thể tạm hoãn lại, nếu như có thể, trước lấy được đồ đã rồi tính, chỉ mong thứ đó có thể giúp hắn có được thắng lợi cuối cùng, đợi sau khi thành công nhất định sẽ làm thằng nhãi trước mặt này biết cái gì gọi là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Triệu Hùng ca, việc này không nên để cho Nam Thiên vô phương biết, bằng không thì sẽ ngăn ta giao đồ cho ngươi việc này không cần ngươi nói ta cũng hy vọng ngươi hãy quản tốt cái miệng của mình ô thường lạnh lùng nói một câu trong lòng căm tức triệu hùng ca viên cương không biết quan hệ giữa ta và nó đừng cho nó biết ô thường cười ha hả rất muốn nói một câu thánh nữ cũng đã mù mắt rồi vậy mà lại coi trọng thứ như ngươi nhưng sợ khiến cho thằng nhãi này tỉnh ngộ lời đến khóe miệng lại nhịn lại lắc mình một cái sông lên trời biến mất trên không trung triệu hùng ca thở ra một hơi thân thể chậm rãi quay lại nằm ở trên mặt đất hai cánh tay giao nhau gối đầu chờ một lúc có một thân ảnh hạ xuống cạnh gã từ trên cao nhìn xuống hắn tới chính là nam thiên vô phương triệu hùng ca ừ một tiếng nam thiên vô phương nhìn gã chuyện gì triệu hùng ca hắn tìm ta còn có thể có chuyện gì nam thiên vô phương hắn là do ngươi gọi đến triệu hùng ca ngươi cảm thấy có thể sao nam thiên vô phương người của ta gặp được người mà hắn phái chú ở đây người sau vừa mới thả kim xí đưa tin sau đó thì hắn tới chuyện gì có thể khiến cho hắn tới gặp ngươi nhanh như vậy triệu hùng ca ngươi muốn nói cái gì nam thiên vô phương lạnh lùng nói ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi dám giao ra thứ không nên giao ta sẽ không bỏ qua cho ngươi triệu hùng ca ngươi suy nghĩ nhiều rồi ta đã nói đồ không ở trong tay ta cho nên ma giáo sẽ không có bất cứ vấn đề gì mái tóc đen trắng của nam thiên vô phương chợt bị gió thổi lên chỉ hy vọng như thế xoay người triệu hùng ca đột nhiên nói nam thiên ta chọc giận hắn hắn đánh nát bầu rượu của ta rồi bảo người ta đưa cho ta cái mới tự mình vào thành mà mua đi nam thiên vô phương lắc mình rời đi nhìn lên trời triệu hùng ca nằm nói thầm đồ khốn kiếp khốn thật chỉ mong người đúng bằng không lão tử đây không phải là người trong vấn thiên thành lồng giam rất bền chắc bởi vì là chỗ chức trách có chuyên môn đặc thù đối phó với yêu ma quỷ quái nơi tường đồng vách sắt xích sắt kim cương trói hai cánh tay của viên cương lại, cả người vô cùng thê thảm, hoàn toàn thay đổi, tóc đã bị cạo sạch rồi. Lúc này đang phát ra tiếng rên rỉ đau khổ buồn bực, giấy ruộa trong xích sắt, trên người cắm tám cái kim thép, huyệt đạo bị kim thép chế trụ không có cách nào sử dụng công phu hoành luyện của mình nữa, đang phải chịu sự đau khổ nuốt khổ thần đan, đau đớn đến mức ngay cả con người cũng sắp lòi cả ra vậy. Cho hắn thuốc giải, một đám người thẩm vấn đang quan sát muốn xem viên cương có thể mạnh miệng tới khi nào, phía sau chợt truyền tới một câu nặng nề. Mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân tóc tai bù xù, tay để trần chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng bọn họ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm viên cương. Ô thường, mọi người cả kinh, nhanh chóng chắp tay hành lễ. Ô thường lần nữa lên tiếng, ta nói mang thuốc giải cho hắn. Một người của thiên ma thánh địa đang đương trước ở phiêu miểu các nhanh chóng bước ra mấy bước, lục lọi trong tay áo của một người tìm ra thuốc giải, vội vàng đi qua nhét vào trong miệng của Viên Cương, thì pháp giúp đỡ giải độc hiệu của khổ thần đan. Ô Thường yên tĩnh chờ, nhìn chằm chằm phản ứng của Viên Cương. Gặp Triệu Hùng ca rồi, nghĩ tới việc giữ an toàn cho Viên Cương, sau khi trở lại thánh cảnh thì Ô Thường lo lắng Viên Cương sẽ gặp chuyện không may, chưa kịp trở về thiên ma thánh địa đã tới thẳng đây. Hắn đứng đó, mọi người đều yên tĩnh, cũng không dám thở mạnh. Đối với rất nhiều người, vị này chính là một nhiêu nhân, có thể từ ngoài tám thánh giết.